Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 64. Bốn phía vẫn yên lặng như nghĩa địa. Mọi người nghẹt thở trừng to mắt, khiếp sợ nhìn vào trong cấm địa phong ma. Bọn họ nhìn thẳng vào đám mây hình nấm giữa trung tâm cấm địa phong ma kia. Ôi vãi! Luồng sức mạnh vừa rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vô số người nuốt nước miếng. Dạ Xoa Hoàng trầm ngâm, trong mắt phản chiếu hình ảnh cái đám mây hình nấm kia, chúng bây có chắc là Diệp Bắc Minh đã tiến vào cấm địa phong ma không? Một tên đàn ông thuộc Dạ Xoa tộc quỳ xuống thưa, bệ hạ, thuộc hạ đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ có thuộc hạ mà những người khác cũng thấy Diệp Bắc Minh tiến vào cấm địa phong ma. Dạ Xoa Hoàng chớp mắt, rất có thể đó là sức mạnh của ma tỷ. Huyết Linh Hoàng vỗ đùi, không ổn, có lẽ cậu ta sắp nhận truyền thừa của ma tỷ rồi. Huyết Linh Hoàng vừa nói xong đã nhảy vọt vào trong cấm địa phong ma. Cái gì? Dạ Xoa Hoàng phản ứng lại rồi bám sát theo sau. Thằng nhóc đó sắp nhận truyền thừa của ma tỷ ư? Không được, nhất định phải ngăn cản cậu ta. Đi thôi. Những ma tộc còn lại vô cùng kích động chạy vào trong cấm địa phong ma. Cách đó không xa, nữ hoàng Ly Nguyệt lo lắng hỏi, lão tổ, chúng ta nên làm gì giờ? Lão tổ Tu La đứng một bên trầm ngâm nói, chúng ta cũng vào đó thôi. Lúc này, tế đàn màu đen vỡ nát, tất cả ký hiệu trên đó đều hư hại. Lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, mặt đất đổ sụp thành một lỗ thủng. Một kiếm đơn giản kia như có thể phá trời lấp đất. Mạc Huyền chứng kiến ám sát ma thần vừa mới ngưng tụ được cơ thể kia bị kiếm chém nát. Biến mất ngay tức khắc không để lại chút cặn bã nào. Bản thân Mạc Huyền cũng vô cùng thê thảm, áo bào đen trên người rách dưới như bị chó cắn. Chỉ là dư chấn của một kiếm kia đã khiến gã trọng thương nặng nề rồi. Đại nhân, không. Mạc Huyền phẫn nộ gào lên, Diệp Bắc Minh, mày có biết vì để có ngày hôm nay tao đã tốn biết bao nhiêu công sức không hả? Hủy hết rồi, tất cả bị hủy hết rồi. Nếu không có mày, đại nhân ma thần đã ngưng tụ được cơ thể hồi sinh từ lâu rồi. Mày thật đáng chết, con mẹ mày thật đáng chết. Tao muốn giết chết mày. Mạc Huyền gào lên, chật vật đứng dậy rồi lại té ngã lăn quay. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười khẩy, máu tươi trào ra từ trong khóe miệng, mày cũng là người của thiên ma tộc nhỉ. Trông mày khá giống với bố tao nhưng mặc kệ mày là ai đi chăng nữa. Dám làm bố tao bị thương thì chết mẹ mày đi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục, ngay khi anh vừa định ra tay. Phụt. Anh trượt chân, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh kinh hãi, tiểu tháp, có chuyện gì thế? Giọng tháp càn khôn chấn ngục rất nghiêm nghị, nhóc à, thực lực của tên huyết nhân vừa rồi rất khủng khiếp. Bồn tháp bùng nổ toàn bộ sức mạnh của cậu mới có thể gắng gượng giết chết tên đó. Cơ thể cậu chịu không nổi nên cũng bị thương luôn rồi. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, tên huyết nhân vừa rồi mạnh đến vậy à? Tháp càn khôn chấn ngục gật đầu chắc nịch, tên huyết nhân kia rất có thể là một ma thần. Ma thần ư? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Không đợi anh hỏi. Một lão già mặc áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy Mạc Huyền. Chủ nhân, có người đến đây, đi thôi. Rồi cả hai xoay người biến mất. Mạc Huyền vừa mới rời khỏi thì một tràn tiếng bước chân dồn dập ập tới. Vô số người bay từ khắp bốn phương tám hướng tới, vây kín tế đàn chật ních không có chỗ chen. Diệp Bắc Minh. Có người khó hiểu hỏi, có chuyện gì thế, hình như cậu ta bị thương rồi. Mày chính là Diệp Bắc Minh hả? Dạ Xoa Hoàng nhanh chóng xông lên tế đàn. Bóp cổ Diệp Bắc Minh, oát con, mau giao ma tỷ ra đây, bổn hoàng sẽ cho mày ra đi thanh thản. Dạ Xoa Hoàng, đây là con rể của Tu La tộc, mau thả cậu ta ra. Lão tổ Tu La quát khẽ, một bàn tay to vươn tới chỗ Dạ Xoa Hoàng. Vút, vút. Hai bóng người già nua xuất hiện che chắn trước người Dạ Xoa Hoàng. Cả hai tung trưởng. Lão tổ Tu La lùi về sau vài chục bước mới đứng vững lại. E dè nhìn hai lão già đến từ Dạ Xoa tộc kia, lão tổ Thanh Bức, lão tổ Huyết Vân, hai lão già cảnh giới tạo hóa các người cũng đến đây à? Lão tổ Thanh Bức cười nói, lão Tu La đây chẳng phải cũng là cảnh giới tạo hóa à?
Lão Tổ Huyết Vân lắc đầu, đều là cảnh giới tạo hóa, Lão Tu La đến được sao chúng tôi không được tới đây chứ? Lão Tổ Tu La bình tĩnh đáp, Diệp Bắc Minh là con rể của Tu La tộc tôi. Bảo cậu ta giao nộp ma tỷ ra, bọn tôi sẽ không làm khó cậu ta nữa. Lão Tổ Thanh Bức mỉm cười nói, hay là Lão Tổ Tu La khuyên cháu rể mình đi. Dạ Xoa Hoàng tóm Diệp Bắc Minh lên, oát con, nếu Lão Tổ lên tiếng thì bổn hoàng sẽ cho mày một cơ hội. Giao nộp ma tỷ ra thì tao sẽ tha mày một mạng. Chuyện mày giết ngũ hoàng tử bổn hoàng cũng không so đo tính toán nữa. Rồi Dạ Xoa Hoàng hét to, ma tỷ đâu? Mau giao ra đây. Diệp Bắc Minh không còn chút sức phản kháng nhưng vẫn cười khinh khỉnh. Buông tay ra, nếu không ông sẽ chết rất thê thảm đấy. Dạ Xoa Hoàng sửng sốt. Ông ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh còn có thái độ đó. Ông ta híp mắt, danh con, bây giờ mày chẳng khác nào một con chó trước mắt bổn hoàng cả, vậy mà mày còn dám đe dọa tao à? Được, nếu vậy thì để bổn hoàng giết mày trước rồi lấy ma tỷ ra. Ông ta nắm chặt ngón tay. Chuẩn bị bóp nát cổ họng của Diệp Bắc Minh. Hừ. Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, bà đây không muốn các người giết cậu ta đó. Mọi người sửng sốt. Kẻ nào dám to gan hồ ngôn loạn ngữ như vậy chứ? Bọn họ quay đầu lại theo bản năng, thấy một cô gái loli cao khoảng 3 mét bẻ đôi chậm rãi đi tới. Ngay khi bé loli kia vừa xuất hiện, Dạ Xoa Hoàng kinh ngạc phát hiện cổ anh cứng khủng khủng. Ông ta dùng hết sức mà cũng có thể bóp nát cổ Diệp Bắc Minh. Cộng thêm việc một cô bé loli đột nhiên xuất hiện nói ra những lời này. Dạ Xoa Hoàng thẹn quá hóa giận, vật nhỏ, không muốn chết thì cút ngay cho tôi, nếu không. Còn chưa nói xong một câu. Lời của bà cô đây mà anh cũng dám nghi ngờ. Cô gái loli trầm mặt, nắm đấm béo mập đánh úp lại. Trực tiếp lách qua hai lão tổ Thanh Bức, Huyết Vân của Dạ Xoa tộc. Ầm. Một đám xương máu nổ tung. Dạ Xoa Hoàng, chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân thể Diệp Bắc Minh mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Hít hà. Mọi người ở đây hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhao nhao lùi lại cô. Cô là ai? Cô gái loli không đếm xỉa đến câu hỏi của mọi người, nhẹ nhàng tiến lên. Ôm chầm lấy Diệp Bắc Minh. Cô bé loli mỉm cười nói, kẹo que anh cho tôi đã ăn hết rồi, tôi tìm khắp 3000 thế giới mà hoàn toàn không tìm được kẹo que giống thế. Mau nói, nơi nào còn có kẹo que đấy? Diệp Bắc Minh ngây người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cô nhóc này đấm một quyền nổ tung Dạ Xoa Hoàng. Chẳng lẽ chỉ vì một cây kẹo que? Chấm chấm. Chấm chấm. Anh sao thế, anh không nói được sao? Cô gái loli thấy Diệp Bắc Minh không nói lời nào. Bèn cẩn thận kiểm tra cơ thể anh. Đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, thì ra là thế, một kích toàn lực dẫn đến chân nguyên trong cơ thể khô kiệt. Cô ấy duỗi bàn tay nhỏ ra, lục lọi trên người Diệp Bắc Minh. Ồ, không hề đơn giản. Rõ ràng anh mới chỉ là cảnh giới giới chủ, thế mà lại có thể bộc phát ra lực lượng giết chết người trên cảnh giới tạo hóa. Khó trách thân thể của anh không chịu nổi, mới khiến nội tạng bị tổn thương. Tiếp tục tìm tòi. Ồ, đây là cái gì thế? Thiếu nữ chợt cầm chặt, sao không giống với tôi lắm nhỉ? Là đồ ăn ngon hả? Nữ hoàng Ly Nguyệt tức giận dậm chân, này, đừng có sờ loạn chồng của tôi. Diệp Bắc Minh vội vàng lùi lại, khụ khụ, đừng sờ loạn. Rốt cuộc cô bé này là ai? Chỉ tùy tiện tìm tòi trên người anh mấy lần. Mà đã biết được tình trạng của anh. Chẳng lẽ y thuật còn nghịch thiên hơn cả anh sao? Có điều. Đôi mắt đẹp của cô gái loli xoay tròn, đây đều là vấn đề nhỏ. Cô ấy khoát tay, lấy ra một viên đan được màu vàng kim. Trong miệng còn thầm thì một câu. Viên thiên hư đan này rất quý giá, nếu anh không dẫn tôi đi tìm kẹo que. Bà cô đây tuyệt đối không tha cho anh. Vừa dứt lời, thiên hư đan vào miệng. Diệp Bắc Minh cảm thấy trong miệng ngọt ngọt. Một giây sau, một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bộc phát từ trong đan điền, lực lượng kinh khủng mà tinh khiết lập tức chảy khắp toàn thân.
gần như chỉ trong khoảnh khắc, tay chân anh có thể hoạt động tự nhiên. Nội tạng bị tổn thương do bộc phát toàn lực cũng hồi phục 7-8 phần trong chớp mắt. Cả người anh như được sống lại. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, sao có thể? Thiên hư đan này rốt cuộc là thứ gì? Này! Đám người lão phu thanh bức, lão tổ Tuyết Vân vô cùng kiêng kỵ nhìn theo. Mấy người nữ hoàng Tu La, nữ hoàng Ly Nguyệt, lão tổ Tu La giật nảy mình. Đôi mắt những người còn lại của ma tộc toát ra vẻ tham lam, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ. Chấm chấm. Người mà có thể tùy tiện cho đi viên đan dược khủng bố như vậy, chắc chắn trên người vẫn còn có bảo bối kinh khủng hơn. Thiếu nữ bỏ qua ánh mắt của những người khác, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, vết thương của anh khỏi rồi, mau đi. Dẫn bà đây đi tìm kẹo que. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua ma tộc tại đó, cô gái nhỏ, nơi này là ma giới, không có kẹo que mà cô muốn. Hơn nữa, cho dù cô muốn kẹo que, những người này sẽ thả cô đi sao? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Cô ấy quay đầu nhìn đám người ma tộc tại chỗ, chỉ bằng đám người này thì không ngăn cản được tôi. Bây giờ chúng ta đi tìm kẹo que, ai dám ngăn cản tôi giết kẻ ấy. Nói xong, cô ấy không quan tâm Diệp Bắc Minh có phản đối không. Thiếu nữ nắm lấy tay của anh, cảm giác mềm mại truyền đến, chúng ta đi. Dừng lại. Lão tổ Thanh Bức và lão tổ Huyết Vân khẽ quát lên, con người lóe lên ánh sáng màu đỏ, cô nhóc, cô coi dạ xoa tộc chúng tôi là cái gì? Giết hoàng đế của dạ xoa tộc tôi, giờ ngay cả một lời giải thích cũng không có. Muốn đi thì đi, thật sự đơn giản thế sao? Hai người sải bước lên trước, hơi thở của cảnh giới tạo hóa trung kỳ bộc phát ra. Hai người cho rằng thiếu nữ này hẳn là lão quái vật nào đó. Cô ấy đang giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù cô ấy giết được dạ xoa hoàng trong chớp mắt, nhưng đó là trong tình huống hai người họ không hề phòng bị. Nếu hai người họ bắt tay, chưa chắc không thể bắt cô ấy lại. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ trầm xuống, nóng nảy quát lên, cút. Đôi bàn tay trắng như phấn chợt nắm lại, liên tục đấm ra hai quyền với hai người kia. Lão tổ Thanh Bức và lão tổ Huyết Vân như bị sét đánh, lồng ngực nổ tung thành một lỗ thủng kinh người. Bọn họ bay ngược ra ngoài chẳng khác gì chó chết, nằm dạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn bị phế. Trời ạ! À! Trái tim tất cả mọi người điên cuồng đập loạn, bị dọa đến gần như ngạt thở. Diệp Bắc Minh cũng giật nảy mình. Khó trách Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói thiếu nữ này rất mạnh, quả thực kinh khủng. Thiếu nữ kéo lấy tay Diệp Bắc Minh, chúng ta đi. Giẫm chân một cái, hai người đột ngột biến mất. Toàn bộ cấm địa phong ma như ong vỡ tổ, thiếu nữ kia rốt cuộc là ai? Quan hệ giữa cô ấy và Diệp Bắc Minh là như thế nào? Nếu như cô nàng này ra tay trợ giúp Diệp Bắc Minh, chúng ta rất khó chiếm được ma tỷ. Chục ngàn dặm bên ngoài cấm địa phong ma, Mạc Huyền chạy trốn đến tận đây. Đột nhiên, đằng trước, một đám xương máu dâng trào, ngưng tụ thành một bóng người đỏ như máu, Mano. Mạc Huyền vội vàng quỳ xuống, chủ nhân, tôi có lỗi. Tôi chẳng thể ngờ thằng này lại đột nhiên lao ra, quấy rầy đến kế hoạch sống lại của chủ nhân. Mano tự nguyện bị phạt. Bóng người màu đỏ kia hừ lạnh, chỉ là một phân thân mà thôi, tôi lại ngưng tụ ra một cái nữa là được. Có điều, thân thể của tên Diệp Bắc Minh đó thực sự không tệ, nếu như tôi có thể đoạt xá thân xác của anh ta, thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước. Mạc Huyền sững sờ, chủ nhân, ý của ngài là... Bóng dáng màu đỏ lạnh như băng mở miệng, tôi sẽ tìm một chỗ để sắp xếp một trận pháp, cậu dẫn anh ta tới là được. Chủ nhân, thực lực của thằng này quá kinh khủng, một mình tôi thì e rằng... Mạc Huyền thấy hơi khó làm. Yên tâm đi, tôi tìm cho cậu một người trợ giúp. Ma Long, ra đây. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một con rồng màu đen nhanh chóng bay tới. Rồi hóa thành một người đàn ông trung niên, quỳ một chân xuống, ám sát Long Hoàng tham kiến đại nhân ma thần. Ám sát Long Hoàng, trời ạ! Mạc Huyền hít sâu một hơi, chủ nhân, chuyện gì đây vậy? Bóng đỏ cười một tiếng, nó là tọa kỵ năm đó của tôi. Mạc Huyền ngây người.
Hắc Long, ông trợ giúp Mạc Huyền một phen. Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn thân thể của Diệp Bắc Minh. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi cấm địa phong ma. Thiếu nữ vội vã nói, mau giao kẹo que đây. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ đáp, cô nương, tất cả kẹo que của tôi đã cho cô rồi. Thật sự đến một cái cũng chẳng còn. Không có khả năng. Thiếu nữ lắc đầu, hai tay chống nạnh, vừa rồi tôi đã lục lọi được, trên người của anh vẫn còn giấu một cái. Đôi mắt đẹp đóng lại, rơi xuống vị trí năm tấc bên dưới đan điền Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm thấy nơi nào đó hơi lành lạnh, nuốt nước miếng, cô nương, cái này không phải kẹo que. Tôi không tin. Thiếu nữ nhướng mày. Chộp lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhanh chóng trốn tránh. Anh đã lĩnh ngộ phép tắc thời gian, nhưng tốc độ của thiếu nữ còn kinh khủng hơn cả anh. Bịch. Diệp Bắc Minh ngã lăn xuống đất, ngực chợt đau nhức. Một giây sau. Thiếu nữ ngồi thẳng lên người anh, chộp về phía dưới của Diệp Bắc Minh. Á, đây là cái gì? Xấu quá vậy. Thiếu nữ biểu cảm ngây thơ, nói thầm một tiếng, thật sự không phải kẹo que. Diệp Bắc Minh xoay người, rời xa cô ấy, bà cô à, cô thật sự không hiểu gì hết hả? Thiếu nữ nghi hoặc, anh có ý gì? Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười to truyền âm, ha 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 ha, nhóc, e rằng cô nương này chính là người thiên tâm trong truyền thuyết. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, cái gì gọi là người thiên tâm? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, người thiên tâm chính là loại người luôn hồn nhiên ngây thơ, vĩnh viễn duy trì vẻ ngây thơ chất phác. Cô ấy không những có thể chất thông linh, lại còn là người thiên tâm. Loại người này cực kỳ hiếm thấy, mấy triệu năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói tiếp, nếu như cậu có thể kết bạn với cô ấy, nói không chừng bên cạnh cậu sẽ có thêm một tay đấm tuyệt đỉnh. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Thiếu nữ nhướng mày, anh đang nói chuyện với ai đấy? Không đúng, anh đang dùng thần niệm giao lưu với nó. Có người ở gần đây. Diệp Bắc Minh giật mình, chẳng lẽ anh bị phát hiện? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh lập tức nói sang chuyện khác, không có, cô nghĩ nhiều rồi. Thiếu nữ suy tư gật đầu, không nghĩ nhiều, mặc kệ, trước dẫn tôi đi tìm kẹo que đã. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô nương, chờ tôi đi cứu bố mình đã rồi lại nói. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, hai người Dạ Huyền và Tử Huyền Nhất xuất hiện trước mắt anh. Hai người vô cùng yếu ớt. Thân thể khô cạn, như người già 80-90 tuổi, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Thiếu nữ nhìn lướt qua, tinh huyết khô cạn, sắp sửa không cứu nổi. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Trong tay xuất hiện 13 cây ngân châm đâm vào trong cơ thể hai người. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, châm pháp này có hơi đặc biệt, không ngờ y thuật của anh cũng không tệ lắm. Có điều, anh đừng lãng phí sức lực nữa, bọn họ đã không cứu nổi rồi. Im ngay. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ một tiếng. Anh quát lên với tôi. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ đỏ lên, tủi thân trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, tôi lớn vậy rồi mà chưa từng có ai dám quát tôi. Ngậm miệng. Diệp Bắc Minh quay đầu, con mắt đỏ bừng, cô nói thêm một lời vô ích nữa, tôi sẽ không dẫn cô đi tìm kẹo que. Câu nói này như thể có ma lực thần kỳ nào đó, lửa giận trong con ngươi xinh đẹp của cô ấy biến mất. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Thiếu nữ đã quen với việc coi trời bằng vung, trong nhà không ai dám trêu chọc cô ấy. Anh trai sợ cô ấy, chị gái chiều cô ấy. Dù có gặp phải người tu võ ở bên ngoài, một khi cô ấy thể hiện ra thực lực kinh người của mình. Hầu như bọn họ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nào có ai giống như Diệp Bắc Minh, dám không hề kiêng dè quát cô ấy. Cảm giác thô bạo này ấy thế mà khiến cô ấy cảm thấy có vài phần hưng phấn. Nửa tiếng sau, tình huống của Dạ Huyền và Tử Huyền Nhất vẫn không hề chuyển biến tốt. Thiếu nữ không nhịn được mở miệng, này, anh thật sự đừng uổng phí sức lực. Bọn họ bị rút đi sức sống, không phải bị thương. Các cách thông thường không thể giải quyết vấn đề của bọn họ, chỉ có thể gia tăng sức sống của họ, thương thế tự nhiên sẽ chuyển tốt. Diệp Bắc Minh quay đầu, cô có cách.
Khuôn mặt thiếu nữ kiêu ngạo, hai tay chống nạnh, đương nhiên là tôi có rồi, trừ phi anh cầu xin tôi. Vèo. Diệp Bắc Minh sải bước lên trước, trong nháy mắt đi đến trước người thiếu nữ. Anh chặt chẽ tóm lấy cổ tay cô ấy, mau nói cho tôi biết. Thiếu nữ ngây người, thế mà vô ý thức quên mất phản kháng, được rồi, có điều anh phải đồng ý với tôi. Sau khi tôi cứu được bọn họ, phải lập tức dẫn tôi đi tìm kẹo que. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thiếu nữ không nói hai lời. Cô ấy duỗi tay lấy ra một trái cây óng ánh trong suốt, đây là quả thần thai, vốn lão tổ cho tôi để tôi rèn luyện thân thể. Vì kẹo que, được rồi. Cô ấy nặn ra hai giọt chất lỏng của quả thần thai, rồi đưa cho Diệp Bắc Minh. Để bọn họ ăn vào. Diệp Bắc Minh không dám tin, hai giọt chất lỏng của quả này là đủ rồi. Tin tưởng tôi, vậy là đủ rồi. Thiếu nữ vô cùng tự tin. Diệp Bắc Minh nửa tin nửa ngờ làm theo. Hai giọt chất lỏng quả thần thai vào miệng, hơi thở của Dạ Huyền và Tử Huyền Nhất xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gần như là trong khoảnh khắc, sức sống của hai người nhanh chóng tăng vọt. Một lát sau, ngoài việc thân thể vẫn còn suy yếu, bề ngoài của họ đã hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Dạ Huyền và Tử Huyền Nhất cũng kinh ngạc nhìn thiếu nữ này, Minh Nhi, cô ấy là ai? Thiếu nữ đắc ý nói, hì hì, mau dẫn tôi đi tìm kẹo que. Diệp Bắc Minh trầm giọng truyền âm, tháp nhỏ, quả thần thai là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chỉ giải thích một câu, đây mới thật sự là thần dược, thiếu nữ này không hề đơn giản, e rằng cô ấy không phải người của 3000 thế giới. Diệp Bắc Minh giật mình. Thiếu nữ nhướng mày, ồ, anh lại đang dùng thần niệm truyền âm với người kia. Người ấy là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời vấn đề này, cô nương, rốt cuộc cô là ai? Thiếu nữ lắc đầu, biết được sẽ không có lợi cho anh, được rồi. Nếu anh nói không giữ lời, bà đây sẽ tét mông anh. Mau dẫn tôi đi tìm kẹo que. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dù sao cô cũng phải nói cho tôi tên cô là gì chứ. Gọi tôi Sở Sở là được. Sở Sở. Diệp Bắc Minh gật gật đầu, được rồi, Sở Sở cô nương. Tôi có thể dẫn cô đi tìm kẹo que, nhưng chỗ đó quá xa xôi. Giờ mà chúng ta qua đó, e rằng sẽ khá khó khăn. Sở Sở chép miệng, ở thế giới vũ nội của nhà họ Sở tôi muốn đi chỗ nào đều nằm trong lòng bàn tay. Thế giới vũ nội, đó là cái gì vậy? Diệp Bắc Minh vô cùng nhạy cảm, anh thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hai người Dạ Huyền và Tử Huyền Nhất cũng liếc nhìn nhau. Sở Sở vội vàng che miệng, lập tức lắc đầu, được rồi, đừng hỏi nữa. Chỉ cần nói cho tôi chỗ nào có kẹo que là được. Diệp Bắc Minh suy tư, Sở Sở cô nương, tôi có thể nói cho cô chỗ nào có kẹo que. Nhưng cô nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo thề, không thể tổn thương bất cứ người nào ở nơi đó. Cũng không thể dùng lực lượng võ đạo đáng sợ kia của cô trước mặt người bình thường. Được, tôi dùng sơ tâm võ đạo thề, Sở Sở không hề do dự gật đầu. Diệp Bắc Minh giải thích về xã hội hiện đại, cùng với đi đến xã hội hiện đại như thế nào. Xuyên thẳng qua mấy thế giới, hẳn cũng cần một khoảng thời gian. Sở Sở nở nụ cười xinh đẹp, nào có phức tạp như vậy, xem tôi đây. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tay. Viết xuống mặt đất mấy chục phù văn. Đôi mắt Diệp Bắc Minh chấn động, đây rõ ràng đều là những phù văn không gian. Sở Sở tiếp tục mở miệng, chỗ mà anh nói đến, hẳn là nơi này. Lại viết xuống mấy tọa độ. Ong! Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Sức mạnh không gian rung động, một cánh cửa truyền tống trống rỗng xuất hiện trước mắt anh. Một bên khác của cửa truyền tống chính là núi Côn Luân. Diệp Bắc Minh không nhìn được văng thô tục, đụ mẹ. Chấm chấm chấm. Một tiếng sau. Sở Sở thắng lợi trở về, chẳng những quét sạch sành xanh một nhà máy kẹo que. Mà còn mang đi vô số đồ ăn vặt của xã hội hiện đại. Vì làm chống nhẫn chứa vật, cô ấy thậm chí ném rất nhiều đan dược và bảo bối cho Diệp Bắc Minh. Nhóc, cậu kiếm lớn.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phỉ nhổ, chẳng lẽ cô nàng này là đồ ngốc? Trong lòng Diệp Bắc Minh nở hoa. Dưới sự yêu cầu của anh, Sở Sở lại giúp anh một lần. Mở cánh cửa không gian, trực tiếp về đến Thánh Vực. Nhà họ Diệp Thái Cổ. Tiểu sư đệ trở lại. Sau khi Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng biết được tin tức này, liền lập tức lao ra. Minh Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Diệp Thanh Lam cũng đi tới. Chưa kịp nói xong một câu, thân thể bà rung lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào một người đàn ông bên cạnh Diệp Bắc Minh, nước mắt trong phút chốc làm mở đôi mắt, Dạ Huyền. Là anh sao? Cái mũi Dạ Huyền chua xót gật đầu. Ông ấy bước nhanh lên trước, gắt gao ôm chặt Diệp Thanh Lam, Lam Nhi, anh về rồi. Tốt, quá tốt rồi. Diệp Thanh Lam lập tức khóc thành sông. Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng cũng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, tiểu sư đệ, chúng ta đi trước đi, để lại nơi này cho họ. Được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi đỏ lên, yên lặng gật đầu. Mấy người chuẩn bị quay người rời đi. Sở Sở đi tới, được rồi, một nhà mấy người đoàn tụ. Tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây. Diệp Bắc Minh, cảm ơn kẹo que của anh, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Diệp Bắc Minh chắp tay, cảm ơn Sở Sở cô nương. Sở Sở mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy ném cho Diệp Bắc Minh một miếng ngọc bội và một trang giấy. Nếu anh nhìn thấy tòa tháp này, lập tức bóp nát khối ngọc bội này cho tôi biết. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Vật được vẽ trên giấy chính là tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh khiếp sợ hỏi, Sở Sở cô nương, cô với tòa tháp này có quan hệ gì? Chấm chấm. Chấm chấm. Sở Sở không phát hiện sự khác thường của Diệp Bắc Minh, thuận miệng giải thích, tháp này đã từng là thánh vật của nhà họ Sở, sau đó thất lạc. Nhà họ Sở vẫn luôn muốn tìm về tòa tháp này đã rất nhiều năm. Nếu anh nhìn thấy nó, lập tức nói cho tôi. Diệp Bắc Minh yên lặng không nói gì. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đang ở ngay trong cơ thể anh, sao anh có thể nói cho Sở Sở? Đồng thời, anh khá là khiếp sợ, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại là thánh vật của nhà họ Sở. Nhà họ Sở này có lai lịch gì? Diệp Bắc Minh tùy ý nhẹ nhàng gật đầu, có cơ hội tôi nhất định sẽ báo. Có cơ hội. Sở Sở nghi hoặc. Diệp Bắc Minh cười giải thích, có cơ hội nhìn thấy tháp này rồi nói sau, dù sao nó cũng là thánh vật của nhà họ Sở. Nào có dễ dàng tìm được như vậy. Sở Sở như có điều suy nghĩ gật đầu. Bỗng nhiên, lục lạc màu bạc trên cổ tay cô ấy vang lên, a, à, chị đang gọi tôi. Có rảnh tôi tìm anh chơi sau, tôi đi đây. Bóng dáng cô ấy lóe lên rồi biến mất. 3000 thế giới, chỗ sâu trong tòa cung điện cổ xưa nào đó. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra. Cô gái xinh đẹp này giống Sở Sở đến 7-8 phần. Điểm khác biệt duy nhất chính là chiều cao của cô gái này chừng 1m7. Dáng người nóng bỏng như ma quỷ. Vẻ ngoài lạnh nhạt, mang đến cảm giác kiêu ngạo. Thần thánh không thể nhúng chàm. Đột nhiên, không gian chấn động, một cánh cửa không gian xuất hiện. Một cô gái loli cao 1m5 nhảy ra. Khoảnh khắc trông thấy cô gái xinh đẹp kia, Sở Sở vui mừng nói, chị, sao chị đến nhanh thế? Cô gái xinh đẹp mở mắt ra, không nhịn được mà răn dậy Sở Sở, em lại chạy đi nơi nào chơi rồi. Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Ở điện chân võ chờ chị, đại hội chân võ sắp bắt đầu rồi. Lần này người tu võ trong top 100 thiên bảng có tư cách rời khỏi thế giới vũ nội, tiến vào gia tộc bồi dưỡng. Việc này liên quan đến hưng suy của gia tộc, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chị, thiên bảng là thứ gì, nhàm chán muốn chết. Sở Sở tiến lên, ôm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp không ngừng lắc lắc, hơn nữa em cũng không phải ham chơi, em đi tìm tòa tháp này của gia tộc. Tòa tháp này. Cô gái xinh đẹp sững sờ, chợt lắc đầu, tòa tháp này không có khả năng đang ở trong thế giới vũ nội, em đừng lãng phí thời gian. Ngộ nhớ ở thì sao? Sở Sở bĩu môi. Cô gái xinh đẹp nhướng mày,
sau khi bị cô ta đánh cắp tòa tháp này, rất có thể đã bị mang đến thế giới khác. Sở Sở tò mò, chị, rốt cuộc tòa tháp này làm được cái gì? Vì sao gia tộc cứ tìm kiếm nó mãi vậy? Em thấy bị mất rồi thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Suốt mấy triệu năm qua, gia tộc không có tòa tháp này chẳng phải vẫn tốt sao? Cô gái xinh đẹp lắc đầu, em không hiểu. Sở Sở bắt đầu nũng nịu, chị nói cho em nghe đi mà. Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp, chọc chọc đầu Sở Sở, thật chẳng có cách nào với em. Sắc mặt cô chợt nghiêm túc, tháp này tên là tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có điều nguồn gốc chân chính của nó không phải là nhà họ Sở. Hả, chẳng phải nó là thánh vật nhà họ Sở sao? Khuôn mặt Sở Sở tràn ngập nghi hoặc, tò mò hỏi, thánh vật của nhà họ Sở mà không phải có nguồn gốc từ nhà họ Sở. Cô gái xinh đẹp gật đầu, tổ tiên của nhà họ Sở cũng là vô tình lấy được vật này, đồng thời may mắn trở thành một trong số các đời chủ nhân của nó. Nguồn gốc chân chính của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có lẽ là thần giới. Thần giới. Thân thể mềm mại của Sở Sở run lên, hô hấp trở nên dồn dập, chị, trên thế giới này thật sự có thần giới. Thần thật sự tồn tại sao? Cô gái ấy lắc đầu, truyền thuyết mà thôi, nào ai biết được. Có điều nhà họ Sở quả thực bởi vì có được tháp Càn Khôn Trấn Ngục nên mới có thế lực và địa vị như ngày hôm nay. Sở Sở, em phải nhớ kỹ tổ huấn của gia tộc. Sở Sở che lại lỗ tai, không ngừng lắc đầu, rồi rồi, chị, em thật sự không có hứng thú với mấy cái này. Hay! Cô gái xinh đẹp thở dài. Sở Sở chợt thay đổi câu chuyện, chị, em gặp được một người thú vị. Cô ấy nhìn Sở Sở, ồ, người thú vị. Sở Sở gật đầu, đúng vậy, anh ta lại còn biết quỷ môn thập tam châm của nhà họ Sở chúng ta. Em nói gì cơ? Cô gái xinh đẹp nhướng mày, năm đó, cô ta không những đánh cắp tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Còn mang đi một số lượng lớn võ kỹ tuyệt học từ tàng kinh các của nhà họ Sở. Quỷ môn thập tam châm chính là một trong số đó, nếu như anh ta thật sự biết quỷ môn thập tam châm, nói không chừng có quen biết với người phụ nữ kia. Hả, không thể nào. Sở Sở trừng lớn đôi mắt đẹp. Ánh mắt cô gái xinh đẹp lấp lóe, chỉ cần có một chút manh mối, cũng không được bỏ qua. Anh ta là ai? Chị muốn gặp anh ta. Chấm chấm chấm. Sở Sở vừa mới rời khỏi. Tử Huyền đứng bên cạnh mở miệng. Khẽ nhíu mày, Bắc Minh, cô nương này không phải người bình thường. Tính cách cô ấy kỳ quặc, lai lịch bí ẩn, cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Bắc Minh gật đầu, cháu biết rồi. Chợt chuyển giọng, cô, Tôn Thiến và con gái của cháu vẫn ổn chứ? Tử Huyền nhất mỉm cười, cháu yên tâm đi, Ma Uyên không quá an toàn, cô đã sớm đưa các cô ấy ra khỏi Ma Uyên. Diệp Bắc Minh hỏi, họ đang ở đâu? Tử Huyền giữ chặt tay Diệp Bắc Minh, để anh yên tâm, cô có một người bạn thân, cô ấy là thánh nữ Thanh Vân Môn của 3000 thế giới. Không lâu sau khi cháu rời khỏi Ma Uyên, chúng ta liền phong ấn ma huyết của cô bé. Giờ cô bé chẳng khác gì một cô bé bình thường. Có sự chăm sóc của bạn thân cô, Tôn Thiến và bé hẳn sống rất tốt tại Thanh Vân Môn. Diệp Bắc Minh thở phào, cảm ơn cô. Tử Huyền mỉm cười, người một nhà nói cảm ơn cái gì? Cháu muốn đi đón mẹ con bé về không? Diệp Bắc Minh suy ngẫm, khẽ lắc đầu, nếu để cho người khác biết quan hệ giữa cháu và mẹ con cô ấy, e rằng sẽ còn nguy hiểm hơn. Tạm thời vẫn không nên quấy rầy các cô ấy. Đợi tất cả kết thúc rồi, cháu sẽ đi đón cô ấy về nhà. Tử Huyền tỏ vẻ đã hiểu, được, cô tôn trọng lựa chọn của cháu. Chợt hỏi, tiếp theo cháu có tính toán gì không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên kiên định, thứ nhất, tìm được các sư tỷ khác và hầu tử. Việt. Thứ hai, chữa trị đại lục chân võ bị hủy hoại, đây là nguyện vọng của hoa tộc và tổ tiên nhà họ Diệp. Thứ ba, nhất định phải nghĩ cách làm sống lại các sư phụ của cháu. Vùng đất luân hồi có lẽ sẽ có cách. Trong lòng Tử Huyền khẽ động, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên. Trái tim Diệp Bắc Minh co lại, cơ thể run rẩy, hai mắt lập tức đỏ lên. Tử Huyền giật nảy mình, Bắc Minh, cháu sao vậy? Cổ họng Diệp Bắc Minh khàn khàn, con gái. Cháu cảm nhận được hơi thở của con gái.
cô bé gặp phải nguy hiểm. Sắc mặt Tử Huyền biến đổi, Bắc Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, cháu không biết. Nhưng cháu cảm nhận được, Diệp Tâm, con gái Diệp Tâm của cháu đang gặp nguy hiểm. Tháp nhỏ, mau. Một giây sau. Vèo. Ánh sáng đỏ như máu lấp lóe trước mắt anh. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể thiêu đốt. Trong màn máu, một cô bé chừng 3 tuổi đang ôm một cô gái hấp hối trong lòng và gào khóc. Mẹ ơi, hu hu, bố, bố ở đâu? Mau đến cứu mẹ đi, mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi, hu hu hu. Chấm chấm chấm. Chấm chấm. 15 phút trước, 3000 thế giới. Thanh Vân Môn, một đám thanh niên nam nữ đi ngang qua thải Hà Phong, bị phong cảnh trước mặt mê mẩn, dừng bước lại. Hừ, không biết thánh nữ nhìn chúng hai mẹ con này ở điểm nào. Một cô gái có 7-8 phần nhan sắc cười lạnh, thế mà để thải Hà Phong tốt nhất Thanh Vân Môn chúng ta cho hai phế vật này ở lại. Cô ả tên là Trúc Hiểu Phù, đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn, cảnh giới chân huyền trung kỳ. Thanh niên bên cạnh nhíu mày, tôi cầu xin ông chú bao nhiêu lần cũng không cầu được thải Hà Phong. Vạn Dương Thanh, đệ tử nội môn Thanh Vân Môn, cảnh giới chân huyền hậu kỳ. Hai mẹ con kia quả thực không có tư cách ở lại nơi này. Bọn họ nhập môn gần 3 năm, nghe nói Tôn Thiến kia vẫn chỉ là cảnh giới Thánh Vương. Cảnh giới Thánh Vương, sống để lãng phí cơm. Thánh nữ cũng thật là, vì sao phải đưa nơi tốt như vậy cho hai phế vật này ở? Mấy thanh niên nam nữ ai ai cũng lắc đầu. Lúc này, một cô bé khoảng chừng 3 tuổi đi tới. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi trên người cô bé. Là đứa phế vật nhỏ kia. Mấy người nhếch miệng cười lạnh. Cô bé mở to đôi mắt như đá quý, ngây thơ nhìn bọn họ, chị ơi, các chị thật là xinh đẹp. Đây chính là con gái của Diệp Bắc Minh và Tôn Thiến, Diệp Tâm. Trong tay cô bé cầm một đóa hoa hồng nhỏ, đi về phía Trúc Hiểu Phù. Bi Bô mở miệng, chị ơi, tặng đóa hoa này cho chị ạ. Ồ, váy của chị đẹp quá. Trúc Hiểu Phù xù lông lên như một con mèo, đừng có dùng bàn tay của mày chạm vào váy lưu tiên của tao. Cô ả chọc một ngón tay lên trán Diệp Tâm, dùng sức đẩy, con nhỏ chết tiệt kia, cút ngay cho tao. Diệp Tâm bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cố gắng bỏ lên nhiều lần vẫn không được. Hu hu hu, đau quá. Diệp Tâm đau đến nước mắt chảy ròng. Ha 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 ha. Nhìn dáng vẻ chật vật của con nhỏ phế vật này đi. Đám thanh niên nam nữ cười vô cùng cợt nhả. Trúc Hiểu Phù khẽ lắc đầu, con gái của phế vật quả nhiên là phế vật phiên bản nhỏ. Tôi còn chưa ra tay đâu, đã tự ngã rồi. Đột nhiên, Tâm Nhi. Tôn Thiến nhanh chóng xông lại, run rẩy ôm Diệp Tâm vào trong lòng, đừng. Tâm Nhi, con đừng làm mẹ sợ. Cô ta như phát điên, lấy ra mấy viên đan dược đế phẩm cho Diệp Tâm ăn vào. Chín đạo đan văn, đan dược đế phẩm. Mấy người Trúc Hiểu Phù, Vạn Dương Thanh liếc nhìn nhau. Nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sau khi nuốt xuống đan được, Diệp Tâm tốt hơn rất nhiều. Cô bé nâng tay nhỏ, lau đi nước mắt của Tôn Thiến, mẹ, con không sao, chỉ là trên người con đau quá. Tôn Thiến ôm lấy Diệp Tâm, đi, mẹ mang con về chữa thương. Đứng lại. Trúc Hiểu Phù bước lên trước, ngăn lại Tôn Thiến, tôi để các cô đi hả? Trong mắt Tôn Thiến mang theo sự phẫn nộ ngập trời, rốt cuộc con gái của tôi chọc phải chỗ nào của mấy người. Con bé mới có 3 tuổi thôi. Thế mà cô lại xuống tay ác độc như vậy, cô còn là người không? Ha ha, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khiến con gái cô bị thương? Trúc Hiểu Phù buồn cười đáp, tất cả mọi người đều đang xem đây, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô! Tôn Thiến ép bản thân ngăn chặn lửa giận. Cô ta biết mình không phải là đối thủ của những người này. Một khi nổi lên xung đột, hai mẹ con cô sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô ta chuẩn bị lách qua Trúc Hiểu Phù. Trúc Hiểu Phù cười lạnh, muốn đi cũng được, giao tất cả đan dược đế phẩm trong tay cô ra đây. Gần đây tông môn mất trộm một đống đan dược, hiện tại tôi hoài nghi đống đan dược này đã bị cô trộm.
Sắc mặt Tôn Thiến biến đổi, làm sao có thể? Sau khi tôi tiến vào Thanh Vân Môn, tôi chưa từng rời khỏi Thải Hà Phong một bước. Sao có thể trộm đi đan dược của các người? Trúc Hiểu Phù cười lạnh, mặc kệ cô có trộm hay không, giao đan dược ra đây xem thì biết. Đừng nằm mơ. Tôn Thiến quả quyết từ chối. Chát, Trúc Hiểu Phù tát cho tên Thiến một cái, Tôn Thiến bay ngược ra ngoài mấy chục mét, nặng nề ngã xuống mặt đất, còn dám mạnh miệng. Chán sống hả? Chấm chấm. Không được đánh mẹ em, chị là cô gái xấu xa. Diệp Tâm xông đến, ôm lấy chân của Trúc Hiểu Phù. Trúc Hiểu Phù như bị giẫm phải cái đuôi, á, thứ con hoang, đừng có làm bẩn váy lưu tiên của tao. Cô ả cúi đầu nhìn, mấy dấu tay in lên mặt váy. Bẩn thỉu. Lửa giận của Trúc Hiểu Phù ngút trời, mày, thứ con hoang đáng chết này, mạng của hai mẹ con chúng mày cũng không sánh được với cái váy này. Cô ả duỗi tay đập xuống đầu nhỏ của Diệp Tâm. Thứ con hoang, mày đi chết đi. Nếu một trưởng này rơi xuống, Diệp Tâm chắc chắn sẽ vỡ đầu. Đôi mắt Tôn Thiến đỏ bừng, Tâm Nhi, không. Cô ta dùng hết sức lực cuối cùng, điên cuồng xông lại. Ôm lấy Diệp Tâm. Một trưởng này của Trúc Hiểu Phù hung hăng nện xuống lưng Tôn Thiến. Phụt. Nội tạng nổ tung, Tôn Thiến phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuốm đỏ quần áo của Diệp Tâm. Mẹ, hu hu hu. Diệp Tâm gào khóc, mẹ con liền tâm. Cô bé cảm nhận được hơi thở sự sống của Tôn Thiến đang nhanh chóng biến mất, bất lực khóc thút thít, hu hu hu, mẹ ơi, mẹ đừng chết mà. Mẹ ơi, hu hu, bố ơi, bố ở đâu? Mau đến cứu mẹ đi, mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi, hu hu hu. Ầm ầm. Trên không trung Thải Hà Phong bỗng bị mây đen dày đặc bao phủ, chẳng khác gì tận thế. Một giây sau, cảnh tượng khiến cho người ta chấn động xuất hiện. Từng tia chớp đỏ ngòm rơi xuống, bầu trời rơi xuống mưa máu. Này! Trúc Hiểu Phù, Vạn Dương Thanh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có người kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, con quỷ nhỏ này biến dị. Cái gì? Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Diệp Tâm. Chỉ thấy chỗ mi tâm của Diệp Tâm chợt xuất hiện một con mắt đỏ như máu. Ma khí màu đen cuồn cuộn quanh thân Diệp Tâm, bóng mờ của một con ma long điên cuồng rít gào sau lưng cô bé. Đến tận đây, hình ảnh biến mất. Tâm Nhi. Diệp Bắc Minh phát ra tiếng gầm thét như thú dữ, chín con ma long sau lưng anh phóng lên tận trời. Trong chốc lát, toàn bộ nhà họ Diệp Thái Cổ lâm vào trong bóng tối. Mây đen gào thét trên bầu trời, sấm sét ầm ầm. Y như tận thế, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam lao ra. Trông thấy dáng vẻ này của Diệp Bắc Minh, bọn họ giật mình, Minh Nhi, con sao vậy? Sắc mặt Tử Huyền nghiêm túc, Bắc Minh nói mình cảm nhận được hơi thở của con gái, Diệp Tâm gặp được nguy hiểm. Cái gì? Hai người biến sắc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc, cậu tỉnh táo lại chút đi. Khắc chế cảm xúc của mình, giờ cậu giận dữ thì cũng chẳng thể giải quyết được chuyện này. Diệp Bắc Minh thấp giọng gào thét, tháp nhỏ, ông muốn tôi phải tỉnh táo thế nào? Con gái tôi đang gặp nguy hiểm, bây giờ tôi lại không thể xuất hiện bên cạnh con bé. Ông cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ông biết con bé ở đấy một mình thì tuyệt vọng cỡ nào không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục yên lặng. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, tháp nhỏ, tôi muốn đi 3000 thế giới. Giúp tôi một chút đi, mau lên. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, nếu muốn đi đến 3000 thế giới, nhất định phải đi qua Long Đài. Từ Long Đài đi đến 3000 thế giới còn cần tìm được một khối thăng long lệnh. Diệp Bắc Minh phiền não quát, như vậy quá lãng phí thời gian. Đợt đến khi tôi đuổi tới 3000 thế giới. Tôn Thiến và con gái tôi đã sớm chết rồi. Tháp nhỏ, thời gian không đợi người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn im lặng. Lát sau mới lên tiếng, có điều, bản tháp vẫn còn một biện pháp khác, cậu nhất định muốn tôi giúp một tay sao? Diệp Bắc Minh cảm nhận được điểm không thích hợp, tháp nhỏ, ông muốn làm thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hít sâu một hơi, nhóc. Nếu như tôi tán đi tất cả lực lượng của mình,
có thể giúp cậu lập tức đi tới 3000 thế giới. Thậm chí có thể ngay lập tức truyền tống cậu đến Thanh Vân Môn. Nhưng, yên lặng vài giây, bản tháp sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ mãi mãi cũng không thể ra tay giúp cậu lần nữa. Cậu, chắc chắn chứ? Chấm chấm. Chấm chấm. Cái gì? Thân thể Diệp Bắc Minh chấn động, tháp nhỏ, lời này của ông là có ý gì? Chẳng lẽ sau lần ra tay này ông sẽ mãi mãi không thể thức tỉnh nữa? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, gần như là ý tứ này. Diệp Bắc Minh cắn răng, tháp nhỏ, tôi xin lỗi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, rông rông dài dài thì tính gì là đàn ông, thằng nhóc cậu nhớ kỹ cho bản tháp. Cậu không hề có lỗi với tôi, nếu không phải là cậu, có lẽ bản tháp vẫn đang ở trong trạng thái không trọn vẹn. Bản tháp cũng tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ quát một tiếng, dùng sức của ta, dựng lại càn khôn. Vừa dứt lời, vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh lóe lên ánh sáng. Một giây sau, không gian xung quanh bị vặn vẹo, một ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Nhóc, có duyên gặp lại. Cùng lúc đó, 3000 thế giới, chỗ sâu trong điện chân võ. Chị, nó có phản ứng. Sở Sở chấn động, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào chỗ ngực của cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nơi đó treo một trang sức hình tháp nhỏ màu xám, chính là phiên bản thu nhỏ của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp nhỏ màu xám phóng ra ánh sáng 7 màu, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, cả tòa đại điện đều bị ánh sáng 7 màu bao phủ. Cô gái xinh đẹp vô cùng kích động, tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Thật sự là tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Sở Sở, em đoán đúng rồi, tháp Càn Khôn Chấn Ngục thật sự ở tại thế giới vũ nội. Chấm chấm. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân Môn. Mẹ ơi, hu hu hu, đừng chết mà, mẹ đừng chết mà, mẹ ơi. Diệp Tâm nằm nhoài bên cạnh Tôn Thiến, bất lực khóc thút thít. Sau lưng cô bé, ma khí ngập trời, toàn bộ thải Hà Phong đã bị bóng tối bao phủ. Tầng lớp quyền cao chức trọng của Thanh Vân Môn cảm nhận được động tĩnh tại thải Hà Phong, mấy chục bóng người nhanh chóng xuất hiện. Ma khí, chuyện gì xảy ra vậy? Một lão già mặt vàng nhíu mày nhìn. Trông thấy người này, Trúc Hiểu Phù lập tức vô cùng vui mừng, ông chú, tốt quá, ông tới rồi. Chúng cháu phát hiện đan dược của Tông Môn bị mất trộm, hoài nghi do mẹ con Tôn Thiến gây ra. Không ngờ chúng cháu vừa mới chạy tới thải Hà Phong, hai mẹ con này liền lộ ra răng nanh. Chẳng thể ngờ nổi bọn họ lại là người của ma tộc, đứa con hoang này còn muốn giết chúng cháu diệt khẩu. May mắn mấy vị sư huynh sư muội ở đây, nếu không e rằng hôm nay ông sẽ không thấy được cháu. Trúc Hiểu Phù rơi nước mắt như mưa, khóc lóc kể lể. Mấy người còn lại cũng gật đầu theo. Khuôn mặt già nua của Trúc trưởng lão đông lại, cái gì? Ma tộc. Một lão già khác mặc áo xanh kinh ngạc, trên người có ma văn, sau lưng ma khí ngập trời. Chỗ mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, mang theo sát khí rợn người. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời sinh ra dị tượng, còn có mưa máu rơi xuống, e rằng cô bé này còn không phải là ma tộc là bình thường. Ít nhất có huyết mạch ma hoàng. Vừa nói ra câu này, đám người tại đó lập tức như ong vỡ tổ. Trời ạ, huyết mạch ma hoàng. Thanh Vân Môn là tỉnh thổ, tại sao lại có ma tộc xuất hiện ở đây? Chuyện này trăm ngàn lần không thể truyền đi, nếu không Thanh Vân Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng đúng đúng, thừa dịp động tĩnh vẫn chưa quá lớn, trực tiếp xóa sạch, không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Những trưởng lão còn lại nhao nhao nói. Có mấy trưởng lão tính tình nôn nóng không thể chờ được thêm, chuẩn bị ra tay với Diệp Tâm. Lão già mặc áo xanh nhướng mày, chờ chút đã. Mọi người sững sờ, nghi hoặc nhìn ông ta, từ trưởng lão, sao vậy? Từ trưởng lão mặc áo xanh nhíu mày, chư vị, cô bé này nhìn quá nhỏ. Mặc dù sau lưng cô bé ma khí ngập trời, nhưng hình như không có bất kỳ sức mạnh nào có thể uy hiếp đến chúng ta. Có vẻ như những gì cô bé làm đều chỉ vì bảo vệ mẹ của mình. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Chỉ thấy Diệp Tâm ôm Tôn Thiến đang hấp hối thật chặt.
Cô bé bất lực khóc thút thít, hu hu hu. Bố ơi, bố ở đâu? Bố mau đến đi, mẹ sắp chết rồi, hu hu hu. Bố ơi, Tâm Nhi không muốn không có mẹ, hu hu. Người xấu, ở đây đều là người xấu, bọn họ bắt nạt mẹ. Đi đi, các người đều đi ra đi, đừng có bắt nạt mẹ tôi. Từ trưởng lão thấy hơi không đành lòng, mọi người đã nhìn thấy rồi chứ. Cô bé này không có uy hiếp đối với chúng ta, cô bé chỉ là muốn cứu mẹ của mình thôi. Hơn nữa, hai người họ do thánh nữ mang về, thánh nữ đang trong lúc bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào đại hội chân võ. Tôi thấy, hay là cứu mẹ cô bé trước. Trúc Hiểu Phù nghe lời này thì nóng nảy, từ trưởng lão, ông có ý gì đây? Đứa con hoang này chính là ma tộc. Hiện tại nó khóc thút thít, đều là để giành lấy sự đồng tình của chúng ta. Ma tộc không thể tin, hôm nay chúng ta không diệt cỏ tận gốc, ngày sau nhất định sẽ trở thành uy hiếp của Thanh Vân Môn. Vừa nói xong, trong mắt một vài một ít trưởng lão lập lòe sát ý. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn giết người. Từ trưởng lão vội vàng mở miệng, chư vị trưởng lão, cô bé này còn nhỏ như vậy. Nào có uy hiếp gì chứ? Hơn nữa, hôm nay chúng ta cứu mẹ của cô bé sao có thể lấy oán trả ơn? Trúc Hiểu Phù cười lạnh, từ trưởng lão, ma tộc lấy oán trả ơn thì có gì kỳ quái? Và lại, là bọn họ trộm cắp đan dược của tông môn, rồi bị chúng tôi phát hiện. Không chỉ thẹn quá hóa giận, còn muốn giết chúng tôi diệt khẩu nữa. Chư vị trưởng lão nói xem, ma tộc như vậy chẳng lẽ không nên giết sao? Một trưởng lão lưng còng gật đầu, chính xác, nên giết. Một trưởng lão khác có khuôn mắt tràn ngập nếp nhăn cũng gật gù, tôi đồng ý. Vẫn nên giết đi. Đúng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không sai, giết đi là lựa chọn tốt nhất. Phần lớn người đều gật đầu đồng ý. Từ trưởng lão nhắc nhở một câu, chư vị đừng quên, đây là người thánh nữ mang về. Tính tình của thánh nữ, mọi người cũng biết rồi. Cô ấy đã từng dặn dò, chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con này, nếu như chúng ta giết họ, thánh nữ sẽ có phản ứng gì? Này! Lời này vừa dứt, mọi người lập tức do dự. Ha 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 ha! Đột nhiên, một tiếng cười truyền đến. Ánh mắt mọi người rơi xuống người Trúc trưởng lão, ông cười cái gì? Trúc trưởng lão lộ ra biểu cảm đầy thâm ý, chư vị, thánh nữ chưa chắc đã biết bọn họ là ma tộc đâu. Nếu như thánh nữ biết hai người này là ma tộc, sao lại chứa chấp bọn họ tại Thanh Vân Môn chứ? Mọi người hít thở không thông. Đề tài này quá nhạy cảm, không ai dám nói tiếp. Trúc trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía từ trưởng lão, ông cứ nói đi. Từ trưởng lão há to miệng, không trả lời được. Nếu như thánh nữ biết hai mẹ con này là ma tộc, còn để bọn họ ở lại Thanh Vân Môn. Sẽ lớn chuyện. Không xử lý tốt có khi dao động cả địa vị thánh nữ. Trúc trưởng lão cười một tiếng, cho nên, từ trưởng lão. Thánh nữ nhất định không biết hai mẹ con này là ma tộc, đúng không? Từ trưởng lão vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, thánh nữ chắc chắn không biết. Trúc trưởng lão mỉm cười hài lòng, vậy là được rồi. Thánh nữ không biết hai mẹ con này là ma tộc, cho nên mới chứa chấp bọn họ. Một khi thánh nữ biết họ là ma tộc, nhất định sẽ tự tay giết chết bọn họ. Hơn nữa, ma tộc xuất hiện ở Thanh Vân Môn chưa chắc đã là chuyện xấu. Tạch! Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Trúc trưởng lão. Trúc trưởng lão, ông có ý gì? Thanh Vân Môn xuất hiện ma tộc, truyền ra ngoài quả thực mất mặt, sao còn không phải là chuyện xấu? Trúc trưởng lão quét mắt nhìn xung quanh. Mỉm cười nói, tổ tiên Thanh Vân Môn đã từng luyện chế ra một thanh thần kiếm, tên là Kiếm Chu Tiên. Sau khi luyện thành kiếm này, nó đã yên lặng tại Thanh Vân Môn suốt mấy trăm ngàn năm. Đừng quên, đứa con hoàng này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ít nhất mang huyết mạch ma hoàng. Hôm nay, chúng ta dùng con bé này huyết tế Kiếm Chu Tiên. Thần kiếm khôi phục, Thanh Vân Môn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Hai mắt các trưởng lão tỏa sáng, hay. Ý kiến hay. Tôi đồng ý. Gần như ai ai cũng gật đầu đồng ý.
Từ trưởng lão ngây người, các người muốn huyết tế một cô bé mới chỉ 3 tuổi. Chấm chấm. Chấm chấm. Trúc trưởng lão hét lớn một tiếng, đi, đi mời kiếm Chu Tiên. Vèo, 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 vèo. Mấy chục người hóa thành từng đạo bóng mờ, lao về phía sâu trong cấm địa của Thanh Vân Môn. Một lát sau, một đạo kiếm mang màu xanh xông lên 9 tầng trời. Giọng nói của Trúc trưởng lão truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Môn như sấm rền, hôm nay kiếm Chu Tiên đại thành, các đệ tử Thanh Vân Môn lập tức chạy tới Thải Hà Phong xem lễ. Cái gì? Kiếm Chu Tiên đại thành. Thật tốt quá. Đi. Thanh Vân Môn khắp trốn sôi trào, hơn triệu đệ tử sôi nổi đi đến dưới Thải Hà Phong. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thải Hà Phong, chỉ thấy nơi đó bị ma khí bao phủ, một vùng tăm tối. Một giây sau, xoẹt, một đạo kiếm mang màu xanh bay tới, cắt ngang bóng tối. Kiếm Chu Tiên, đó chính là kiếm Chu Tiên. Hơn triệu đệ tử Thanh Vân Môn kích động, hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào thanh thần kiếm trên bầu trời Thải Hà Phong. Toàn thân nó màu xanh biếc, thu lại hết mũi nhọn. Trên thân kiếm được điêu khắc vô số phù văn, tổng thể khí thế bàng bạc, dường như trấn áp hết thảy. Trong khoảnh khắc kiếm Chu Tiên xuất hiện, nó cũng cảm giác được huyết mạch ma hoàng trên người Diệp Tâm. Ong! Một đạo kiếm khí mạnh mẽ chém về phía hai mẹ con. Khuôn mặt già nua của Trúc trưởng lão đỏ bừng, kích động cười to, ha 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 ha, chư vị đều thấy hết rồi chứ. Kiếm Chu Tiên có phản ứng, chứng tỏ chúng ta không làm sai. Chỉ cần dùng đứa con hoang này huyết tế kiếm Chu Tiên, kiếm này chính là đại thành dưới bàn tay của chúng ta. Chư vị đều là công thần của Thanh Vân Môn. Ầm ầm. Ma khí trong cơ thể Diệp Tâm ầm ầm bùng nổ, hóa giải phần lớn lực lượng của kiếm Chu Tiên. Còn lại một phần nhỏ kiếm khí rơi xuống người hai mẹ con. Ầm. Da thịt xé rách, máu me đầm đìa. Kiếm Chu Tiên cảm nhận được khiêu khích, ánh sáng xanh lóe lên, đạo kiếm khí thứ hai chém xuống. Đừng. Đừng có tổn thương đến mẹ tôi. Diệp Tâm đang nằm trên người Tôn Thiến, gắt gao bảo vệ cô ta. Ma khí bùng phát, hóa thành một con rồng đen va chạm kiếm khí. Phụt, uy lực còn sót lại nện xuống người Diệp Tâm, khiến cô bé bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Mẹ ơi, hu hu, mẹ ơi, đừng mà. Diệp Tâm kêu lên thảm thiết, tuôn ra huyết lệ. Cô bé như phát điên, bò về phía Tôn Thiến. Trên người cô bé gần như không còn một miếng da thịt nào hoàn hảo. Rất nhiều chỗ bị thương nặng, lộ ra xương trắng. Đôi mắt Tôn Thiến gian nan mở ra một khe hở, Tâm Nhi, chạy. Chạy mau. Đi, đi tìm bố của con. Không muốn, con muốn mẹ cơ. Hu hu hu. Bố ơi mau đến đi, mẹ sẽ chết mất. Diệp Tâm vô cùng bất lực, cô bé dựa vào bản năng bò về phía Tôn Thiến. Kiếm Chu Tiên tiếp tục phát huy, kiếm thứ ba chém xuống. Hay! Dưới Thải Hà Phong, cả triệu đệ tử Thanh Vân Môn hưng phấn kêu to. Hoàn toàn chẳng có ai quan tâm đến vận mệnh của đôi mẹ con kia, bọn họ chỉ muốn kiếm Chu Tiên đại thành. Ầm! Ma khí trên người Diệp Tâm bộc phát, lại một lần nữa giúp cô bé ngăn cản đòn tấn công. Cô bé lại bị đánh bay ra ngoài. Trong đôi mắt vốn ngây thơ giờ tràn ngập sợ hãi, mẹ ơi! Hu hu! Một lần nữa đứng lên. Ôm con một cái, ôm con một lần đi. Có bé duỗi hai tay ra, nghiêng ngả lảo đảo bước lại gần Tôn Thiến. Trên đường đi Diệp Tâm té ngã rất nhiều lần, nhưng lại chật vật đứng lên. Tôn Thiến chảy hai hàng huyết lệ, trời xanh ơi, con gái của tôi mới có 3 tuổi thôi. Rốt cuộc con bé đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối xử với con bé như vậy? Ầm ầm. Bầu trời sấm sét ầm ầm, mưa máu rơi xuống. Mẹ ơi! Diệp Tâm cuối cùng đi đến trước mặt Tôn Thiến, nhào vào trong lòng cô ta, không ngừng run lẩy bẩy. Mẹ ơi, con sợ quá! Tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy? Tâm Nhi ngoan lắm, Tâm Nhi ngoan lắm mà! Từ trưởng lão không đành lòng quát lớn, Trúc trưởng lão! Cho dù ông cho rằng cô bé này là ma tộc. Nhưng người phụ nữ này thì sao? Cô ấy là người sống sờ sờ.
Chẳng lẽ ông cũng muốn để cô ta huyết tế kiếm Chu Tiên sao? Sắc mặt Trúc trưởng lão lạnh lẽo, chỉ cần kiếm Chu Tiên có thể đại thành, giết một hai con sâu thì tính cái gì? Từ Hạo, chẳng lẽ ông đồng tình với đứa con hoang này? Từ trưởng lão gắt gao cắn chặt răng, Trúc Phú Sinh, ông quả thực không phải là người. Dừng tay, lập tức dừng tay cho tôi. Ông ta sải bước lên trước, ngăn cản phía trước kiếm Chu Tiên. Trúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Từ Hạo, ông dám cản trở kiếm Chu Tiên đại thành. Lá gan của ông lớn thật đó, chuyện này liên quan đến tương lai của Thanh Vân Môn, ông dám cản trở. Chư vị trưởng lão, tôi hoài nghi Từ Hạo và hai mẹ con ma tộc này có liên quan đến nhau, nói không chừng là con gái riêng của ông ta đấy. Hiện tại Trúc Phú Sinh tôi đề nghị bỏ phiếu, tước đoạt tất cả chức vụ và quyền lực của Từ Hạo tại Thanh Vân Môn. Hơn 10 vị trưởng lão đồng thời giơ tay. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Trúc trưởng lão đưa mắt ra hiệu, năm lão già đồng loạt ra tay. Trực tiếp chân áp Từ trưởng lão. Xiềng xích xuyên thấu xương bả vai, bẻ gãy hai tay. Từ trưởng lão tức giận gào thét, Trúc Phú Sinh, ông làm như vậy sẽ gặp phải trời phạt. Tương lai của Thanh Vân Môn sẽ bị hủy hoại trong tay của ông. Trúc trưởng lão nhếch miệng cười, ông suy nghĩ nhiều rồi, dưới sự dẫn dắt của tôi, Thanh Vân Môn sẽ chỉ có đi về phía huy hoàng. Khuôn mặt già nua của ông ta ửng hồng, nhìn chằm chằm kiếm Chu Tiên, chỉ cần dùng đứa con hoang này huyết tế kiếm Chu Tiên sẽ đại thành. Thanh Vân Môn có thể trở thành thế lực đỉnh cấp trong 3.000 thế giới. Một giây sau, xoẹt, bên trong kiếm Chu Tiên bộc phát ra một đạo kiếm mang sáng chói. Dùng tư thái nghiền ép hết thảy lao về phía mẹ con hai người. Mẹ ơi, con sợ. Diệp Tâm không nhịn được mà run lên. Gương mặt Tôn Thiến tràn ngập kiên quyết, cô ta dùng hết chút sức lực cuối cùng bảo vệ Diệp Tâm sau lưng mình. Để lại cho cô bé một nụ cười, Tâm Nhi không sợ, mẹ ở bên cạnh con. Một mình cô ta đối mặt với đạo kiếm khí đang lao xuống của kiếm Chu Tiên. Thấy kiếm khí sắp sửa rơi xuống. Chuẩn bị giết chết hai mẹ con. Tôn Thiến mỉm cười lẩm bẩm, Bắc Minh, có thể sinh cho anh một đứa con gái. Đời này, đáng giá. Cô ta nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, bóng tối bao phủ toàn bộ thải Hà Phong vỡ ra một khe hở, một lối đi một không gian xuất hiện. Diệp Bắc Minh nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của hai mẹ con, còn có một đạo kiếm khí đang chém xuống hai người. Anh gào thét, Tôn Thiến, Tâm Nhi. Kẻ làm tổn thương đến vợ con tao, chết. Anh sải bước ra, ngăn cản trước người Tôn Thiến. 9 con ma long màu đen sau lưng đồng thời rít gào. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Thanh Vân Môn. Ầm. Kiếm càn khôn chấn ngục quét ngang, dòng khí mạnh mẽ nổ tung, suýt chút nữa hất bay đỉnh của thải Hà Phong. Tôn Thiến ngạc nhiên mở to mắt, nước mắt tuôn rơi, Bắc Minh, anh đến rồi. Anh thật sự đến rồi. Cô ta vui mừng, chợt nhắm mắt bất tỉnh. Chấm chấm. Chấm chấm. Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên. Đi ra, ông mau đi ra. Diệp Tâm hoảng sợ bảo vệ Tôn Thiến, không ngừng xua đuổi Diệp Bắc Minh, không được lại gần mẹ tôi. Diệp Thanh Lam, Dạ Huyền, Tử Huyền, cùng ba sư tỷ. Bọn họ thông qua lối đi truyền tống, thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều ngây người. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập đau lòng, Tâm Nhi, bố là bố của con. Toàn thân Diệp Tâm run rẩy, bố, ông chính là bố của tôi. Tâm Nhi, đúng vậy, bố là bố của con. Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập tơ máu, gật đầu lia lịa. Anh chậm rãi đi lên trước. Anh đưa hai tay ra, muốn ôm con gái của mình một chút. Diệp Tâm run người, co ro trong ngực Tôn Thiến. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không, ông không phải bố của tôi. Người xấu, các người đều là người xấu. Mau đi ra, không được chạm vào mẹ tôi. Thân thể gầy ốm của Diệp Tâm ôm lấy Tôn Thiến, không ngừng lui lại. Trông thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người bốc lên lửa giận. Diệp Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc Tâm Nhi gặp phải tra tấn gì. Thấy bố của mình mà cũng không dám tin tưởng. Dạ Huyền cực kỳ phẫn nộ, mẹ kiếp. Ai lại to gan như vậy,
dám tra tấn cháu gái tôi như thế hả? Lục Tuyết Kỳ đau lòng mở miệng, vết thương của cô bé rất nghiêm trọng, trên người không có chỗ nào không bị thương. Trong mắt Thiên Nhận Băng toát ra vẻ phẫn nộ, lũ khốn khiếp trời đánh này. Ngay cả một cô bé mới 3 tuổi cũng không chịu buông tha. Mấy người đau lòng đi về phía Diệp Tâm. Mặt mũi Diệp Tâm tràn ngập hoảng sợ, không được qua đây, hu hu hu. Tử Huyền cố gắng hết sức duy trì ngữ điệu dịu dàng, Tâm Nhi, cháu không nhớ bà cô à? Hồi trước bà thường xuyên đến thăm cháu với mẹ đấy, cháu quên rồi à? Diệp Tâm nhận ra Tử Huyền, hu hu, bà cô Tử Huyền. Cô bé duỗi hai tay ra, nhào vào trong lòng cô ấy. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, khóc òa lên. Để bọn họ đừng bắt nạt cháu với mẹ, Tâm Nhi rất nghe lời. Cháu với mẹ không hề ăn trộm đan dược của bọn họ, hu hu hu. Diệp Bắc Minh run lên, cái gì? Trộm đồ. Tâm Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm Tử Huyền, chẳng phải cô nói Tôn Thiến và Tâm Nhi ở chỗ này rất an toàn cơ mà. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Sắc mặt Tử Huyền tái nhợt, Bắc Minh, cô nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích thỏa đáng. Cô ấy cúi đầu hỏi thăm, Tâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu nói ra hết đi, chúng ta làm chủ cho cháu. Thân thể gầy yếu của Diệp Tâm run bần bật. Cô bé nhìn thoáng qua đám người Trúc Hiểu Phù, Vạn Dương Thanh. Tâm Nhi cảm thấy chị kia rất xinh đẹp, váy của chị ấy cũng rất đẹp. Nhưng mà chị gái xinh đẹp lại ghét bỏ Tâm Nhi làm bẩn váy của chị ấy, liền đánh bay Tâm Nhi ra ngoài, ngã đau quá. Sau đó mẹ tới, cho cháu ăn mấy viên kẹo. Tâm Nhi liền không đau nữa, nhưng chị gái này cứ bảo mẹ ăn cắp đồ, còn không cho mẹ đi. Mẹ thật sự không trộm đồ, Tâm Nhi cũng không phải là đứa trẻ hư. Trúc Hiểu Phù cười đến run rẩy cả người, ha 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 ha, đứa con hoang này có cái miệng dẻo quá. Mày là đứa con rơi, mẹ mày là kẻ trộm, mày còn dám giải thích. Cô ả trầm giọng, mày có tin không, chốc nữa chị gái xinh đẹp này sẽ xé nát miệng của mày. Rồi kéo mẹ mày đi cho chó ăn. Hu hu hu. Diệp Tâm bị dọa sợ, gào khóc đừng, đừng kéo mẹ em đi cho chó ăn. Diệp Thanh Lam tức giận đến run rẩy cả người, sao cô lại ác độc như thế? Dạ Huyền suýt chút nữa nổ tung, con đàn bà độc ác, mày đúng là đáng chết. Ông ấy đang muốn ra tay. Gào giống. Một tiếng rồng ngâm đầy phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Trúc Hiểu Phù trong nháy mắt, bàn tay siết lấy cổ của cô ả. Hai chân nhấc khỏi mặt đất. Cảm giác hít thở không thông kéo tới. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên như lời của tử thần, cô muốn xé nát miệng của con gái tôi. Còn muốn kéo người phụ nữ của tôi đi cho chó ăn. Trúc Hiểu Phù đối mặt với Diệp Bắc Minh. Thấy hai mắt của đối phương đỏ bừng. Giết chóc. Tử vong. Trúc Hiểu Phù bị dọa đến nói năng lộn xộn, mày. Khụ khụ, thả tao ra. Trúc trưởng lão cũng chợt phản ứng lại. Gầm nhẹ một tiếng rồi lao về phía bên này, thằng kia, thả con bé ra. Mười mấy tên trưởng lão của Thanh Vân môn tản ra, vây quanh Diệp Bắc Minh vào trung tâm. Thằng này, mày thật là to gan. Nơi này là Thanh Vân môn, mày dám dương oai ở chỗ này. Mau buông con bé ra, nếu không thì chết. Diệp Bắc Minh không thèm quan tâm tới lời đe dọa mà vươn tay bóp chặt miệng của Trúc Hiểu Phù. Răng rắc. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Miệng Trúc Hiểu Phù bị xé rách, nửa khuôn mặt của cô ả cũng bị xé mạnh xuống theo. Cơn đau không thể tả ập tới. Trúc Hiểu Phù đau đớn giãy giụa như một con điên, á. Sao mày dám làm vậy với tao? Bố ơi, cứu con. Mắt Trúc trưởng lão đỏ bừng, đồ xúc sinh kia, mau buông con gái tôi ra. Người của Thanh Vân môn sửng sốt. Trúc trưởng lão là bố ruột của Trúc Hiểu Phù ư. Diệp Bắc Minh giờ như một con thú hoang khát máu, vết thương trên người con gái tôi đều do cô gây ra nhỉ. Tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần. Rồi anh giơ tay lên tóm lấy bả vai của Trúc Hiểu Phù rồi bóp mạnh. Răng rắc. Cả bả vai cô ả gãy từng khúc một. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng xương vỡ vang lên liên hồi.
Tất cả xương cốt trên người Trúc Hiểu Phù đều đã gãy. Á! Trúc Hiểu Phù đau đớn kêu la thảm thương, bố ơi, mau cứu con, mau giết tên khốn ấy đi. Trúc trưởng lão vận khí, tung một trưởng vào đầu Diệp Bắc Minh. Đồ xúc sinh kia, sao mày dám đánh con gái của Trúc Vũ sinh tao hả? Mày đáng chết hàng ngàn lần. Ông ta còn chưa kịp dứt câu, Diệp Bắc Minh đã cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên. Cánh tay của Trúc trưởng lão trôi theo mây ngàn. Còn người thì bị làn kiếm khí khủng khiếp đánh bay ra ngoài. Trúc trưởng lão. Người của Thanh Vân Môn biến sắc, lão già lưng còng kia chạy tới đón lấy Trúc trưởng lão. Xoạt xoạt xoạt. Cả hai đáp đất rồi phải lùi về sau hơn 10 bước mới dừng lại được. Cả hai khó tin, không thể nào. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, mày, mày là ai hả? Tên này mới cảnh giới giới chủ mà đã có sức mạnh đáng gờm vậy ư? Diệp Bắc Minh đáp lại ba chữ, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Trúc trưởng lão sửng sốt. Sau đó, ông ta ngẩng mạnh đầu lên, kinh hãi lùi về sau vài bước, Diệp Bắc Minh ư? Chính mày là người đã đại khai sát giới ở buổi lễ kết hôn của nhà họ Phương hả? Mày chính là sát thần Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh giọng đáp lại, chúc mừng ông, trả lời chính xác. Rồi anh nhấc chân đạp mạnh. Dầm. Đầu Trúc Hiểu Phù nổ tung. Không. Trúc trưởng lão đau lòng hét lên, người như sắp phát điên, xúc sinh, mày thật tàn nhẫn. Tra tấn con gái của tao đến chết, tâm thật tàn nhẫn làm sao? Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, tôi tàn nhẫn hả? Với một kẻ ức hiếp con gái của tôi và còn muốn huyết tế con bé nữa. Tôi làm vậy mà giờ nói tôi tàn nhẫn hả? Ha ha ha. Vậy hôm nay để tôi huyết tế Thanh Vân Môn. Cho ông biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Gầm gừ. Chín con ma long sau lưng anh gào thét, ma vân quay cuồng trên bầu trời. Diệp Bắc Minh gầm lên, bắt đầu tàn sát thôi. Diệp Bắc Minh nhìn vào Trúc trưởng lão, ông là người đầu tiên. Xuống dưới đoàn tụ với con gái mình đi. Vừa nói xong, anh đã xuất hiện ngay trước mặt Trúc trưởng lão, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Tử vong ập tới. Trúc trưởng lão hoảng hốt la làng, kiếm Chu Tiên mau cứu tôi. Vút. Kiếm Chu Tiên lao tới như sao xẹt về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát khẽ, dù là thần linh hạ phàm cũng không cứu ông được đâu. Ngay khi hai thanh kiếm kia chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh đương chói tai. Kiếm Chu Tiên bị đánh bay ra ngoài. Trúc trưởng lão nắm bắt cơ hội, xúc sinh, ngày chết của mày tới rồi, kiếp sau đừng có kiêu ngạo như thế. Chỉ là cảnh giới giới chủ mà cũng dám khiêu chiến với cảnh giới chân linh đỉnh phong hả? Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất tung một quyền vào trái tim Diệp Bắc Minh. Chết cho lão phu. Khoảng cách giữa hai người còn chưa tới 2 mét, cho dù cùng cảnh giới cùng rất có thể giết trong một đòn. Trong đầu Trúc trưởng lão đã bắt đầu hiện lên dáng vẻ chết thảm của Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, lạch cạch, ngay khi nắm đấm của ông ta cách trái tim Diệp Bắc Minh khoảng 3 tấc. Nắm đấm ấy đã bị khóa chặt không thể nhích thêm chút nào. Trúc trưởng lão kinh hãi, tốc độ của mày, không thể nào. Diệp Bắc Minh lười giải thích cho ông ta. Anh đã lĩnh ngộ phép tắc thời gian nên đòn đánh lén của Trúc trưởng lão trong mắt anh còn chậm hơn sên bò. Anh bóp chặt tay. Cổ tay Trúc trưởng lão nứt gãy nhanh đến nỗi còn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Năm ngón tay của Diệp Bắc Minh lại vươn tới tóm đầu Trúc trưởng lão. Dầm. Đầu Trúc trưởng lão nổ tung. Ông ta đến chết cũng không tin rằng mình đã bị một kẻ cảnh giới giới chủ giết chết. Diệp Bắc Minh gầm lên, cắn nuốt cho tôi. Chín con ma long sau lưng anh lao tới cắn xé cơ thể của Trúc trưởng lão. Ôi, những trưởng lão còn lại trừng to mắt, chết lặng chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra. Đến lượt các người rồi. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Diệp Bắc Minh vang lên, anh không hề do dự lao tới tấn công bọn họ. Chín con ma long cuộn mình. Xét lạnh, giết chóc, tử vong ập tới. Hơn 10 vị trưởng lão cảnh giới chân linh giờ lại quay đầu bỏ chạy không chút chần chừ.
Sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh đã khiến bọn họ vỡ mật. Diệp Bắc Minh nhìn lão già lưng còng trong đám đông, người thứ hai. Anh vừa dứt lời, 9 con ma long lao tới cắn xé tất cả mọi thứ. Người thứ ba. Thoáng chốc Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt một lão già mặt đầy vết nhăn. Cậu Diệp à, từ từ, cậu. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống không chút lưu tình, lão già kia đi đời. Người thứ ba. Chấm chấm chấm. Người thứ ba. Chấm chấm chấm. Người thứ 15. Giọng Diệp Bắc Minh như tiếng thần chết điểm danh đòi mạng người. Mỗi một câu đều có một người lên đường. Trong góc tối. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nói, chị xem kìa. Em đã nói thằng nhóc đó không đơn giản rồi mà, hồi ở ma giới em mới chỉ gặp thôi. Khi ấy cậu ta dựa vào thực lực cảnh giới giới chủ bùng nổ giết cảnh giới tạo hóa tức khắc. Nhưng thực lực cậu ta hôm nay hình như, thì... Sở cầm nói, hình như yếu hơn một chút hồi còn ở ma giới. Bên cạnh sở là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc đang bay lơ lửng. Cô gái đó nhíu mày nói, cảnh giới giới chủ giết cảnh giới chân linh trong nháy mắt đã mạnh lắm rồi. Cậu ta có tư cách thành hạt giống cấp 3. Nhưng mà, chị vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của tháp Càn Khôn Trấn Ngục trên người cậu ta. Trong tay cô gái là một mô hình tháp Càn Khôn Trấn Ngục thu nhỏ. Cô gái cúi đầu nhìn xuống. Cái tháp ấy vẫn ảm đạm không có phản ứng gì trước mặt Diệp Bắc Minh. Sở khó hiểu, vậy nên tháp Càn Khôn Trấn Ngục không có trên người cậu ta ư? Cô gái xinh đẹp kia nhẹ nhàng gật đầu, chắc là thế, nếu nó ở trên người cậu ta. Thì vật ấy sẽ có phản ứng. Bỗng nhiên, cô gái cảnh báo, có người đến đây, là cảnh giới tạo hóa. Người thứ 23. Diệp Bắc Minh dẫm chân, một lão già cảnh giới chân linh chết không nhắm mắt. Những trưởng lão còn lại sợ hết hồn liên tục lùi về sau, căm phẫn nhìn anh, Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi. Chúng tôi chỉ đánh người phụ nữ và con gái cậu thôi mà cậu tính quét sạch Thanh Vân Môn đấy à? Diệp Bắc Minh quá to, sai rồi, không phải quét sạch. Mà là huyết tế. Gậy ông đập lưng ông thôi. Bỗng nhiên. Một giọng nói già nua vang lên, huyết tế Thanh Vân Môn ư. Diệp Bắc Minh, cậu quá kiêu ngạo rồi đó. Từ khi Thanh Vân Môn thành lập cho tới nay còn chưa ai dám nói sẽ huyết tế Thanh Vân Môn đâu. Một ông lão bay lên trời. Tóc bạc đồng nhan, không giận tự uy. Ông ta nhìn thoáng qua người trên thải Hà Phong, đúng là lũ vô dụng, mấy chục cảnh giới chân linh mà lại đánh không lại một cảnh giới giới vương. Mọi người vừa thấy ông lão đó thì đều kích động quỳ xuống, lão tổ tông, người đến đây rồi. Nếu người không đến thì chúng tôi sẽ hy sinh hết mất. Trúc trưởng lão, Bạch trưởng lão, Tiền trưởng lão và Tống trưởng lão đều đã chết hết trong tay tên nhóc kia rồi ạ. Lão tổ, thủ đoạn của cậu ta quá tàn nhẫn. Mong lão tổ làm chủ cho chúng tôi. Mười mấy người may mắn sống sót đỏ mắt nói. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn sang ông lão kia, cảnh giới tạo hóa à. Người nọ chính là lão tổ của Thanh Vân Môn, Yến Cửu Châu. Yến Cửu Châu nhìn xuống Diệp Bắc Minh, lạnh nhạt nói, cậu còn biết tới cảnh giới tạo hóa luôn à. Nhưng mà nó lại không liên quan gì tới việc cậu có chết hay không. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay lên, hướng về phía Diệp Bắc Minh. Một luồng áp lực bùng nổ cuồn cuộn như sóng thần, dòng không khí quay cuồng. Trong chốc lát, mây đen tan biến, Diệp Bắc Minh vung kiếm lên đỡ đòn. Rầm. Dư chấn ầm ầm, khói bụi mịt mù. Đợi đến khi khói bụi dần tản ra. Lúc ấy... Hai chân Diệp Bắc Minh cắm sâu vào trong lòng đất, một cái khe rãnh khủng khiếp dài cả trăm mét xuất hiện. Cánh tay cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục hơi run lên. Lục phủ ngũ tạng đau đớn. Phụt. Anh phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thanh Lam biến sắc, Minh Nhi. Dạ Huyền bước tới bên cạnh Diệp Bắc Minh, con à, con sao rồi? Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ và Thiên Nhận Băng Hớt Hải chạy tới. Bọn họ kiểm tra một hồi rồi biến sắc, tiểu sư đệ, em bị thương rồi. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười khẩy, máu tươi trào ra từ khóe miệng,
hóa ra cảnh giới tạo hóa mạnh như vậy. Xem ra lần này mình chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi. Yến Cứu Vân thong dong nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn một con kiến, Diệp Bắc Minh, chỉ dựa vào thực lực còn con đó mà cũng muốn huyết tế Thanh Vân môn ư. Ông ta trầm ngâm lắc đầu nói, cậu vẫn nên chết đi. Sau đó, Yến Cửu Châu khoát tay, kiếm Chu Tiên bay vào tay ông ta. Rồi ông ta vung kiếm chém cổ Diệp Bắc Minh. Nếu kiếm ấy hạ xuống thì Diệp Bắc Minh chết chắc. Không được, tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ và Thiên Nhận Băng quát khẽ, chạy tới che chắn cho Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Lam chạy lên cướp chỗ, các người tránh ra, không một ai được phép làm tổn thương con tôi. Dạ Huyền tóm lấy bả vai của Diệp Thanh Lam rồi đẩy bà ra, Lam Nhi, hơn 20 năm trước anh không bảo vệ được hai mẹ con em. Giờ để cho anh một cơ hội nhé. Thiên ma cửu biến. Dạ Huyết hét to, ma khí trên người cuộn trào. Ông ấy ma hóa. Rầm. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Dạ Huyền ma hóa ngăn cản kiếm kia. Đồng thời, ông ấy cũng bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Rồi nện xuống đất một cách nặng nề. Anh Huyền. Diệp Thanh Lam hét lên rồi chạy tới. Tử Huyền theo đằng sau, anh sao rồi? Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, bố ơi. Yến Cửu Châu cười khinh khỉnh, chao ôi, cảm động thật đó. Diệp Bắc Minh, cậu nói xem tôi nên giết bố cậu trước hay giết mẹ cậu trước đây nhỉ? Diệp Bắc Minh gầm lên, ông dám hả? Ha 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 ha. Yến Cửu Châu cười khẩy, cậu tức giận lắm à? Nếu thế thì tôi sẽ chém đầu bố mẹ cậu trước. Ông ta lại vung kiếm Chu Tiên lên, kiếm khí cuồn cuộn. Một kiếm cắt ngang không gian chém vào cổ Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh gào lên, máu trong người sục sôi. Anh lao tới che chắn trước người bố mẹ mình rồi nâng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên đỡ đòn. Đinh, Diệp Bắc Minh bị luồng kiếm khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trên người có thêm mười mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa lộ cả xương cốt. Á! Sở Sở kinh hãi hét lên, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn. Cô ấy ngẫm một lát rồi định bụng ra tay. Bỗng nhiên, tuyệt sắc mỹ nhân kia nắm lấy cổ tay Sở Sở, Sở Sở, gia tộc có quy định rằng chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện ở thế giới vũ nội. Em đã nhúng tay một lần ở ma giới rồi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ em không được phép ra tay. Sở Sở nóng đến dậm chân, chỉ, nếu em không ra tay thì cậu ta sẽ chết mất. Tuyệt sắc giai nhân kia nhìn sang Diệp Bắc Minh rồi bình đạm nói, nếu chết thì đó là số mệnh của cậu ta. Sở Sở mở lời cầu xin, chị ơi, chúng ta cứu cậu ta một lần nữa đi. Không có ảnh hưởng gì đâu mà, xin chị đó. Tuyệt sắc giai nhân kia vẫn quả quyết lắc đầu, không được, quy định chính là quy định. Chị, cho dù Sở Sở có cầu xin thế nào chăng nữa thì tuyệt sắc mỹ nhân ấy vẫn làm ngơ. Sau khi bị thương, Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi xuống. Anh nuốt một lần hơn 10 viên đan dược, nhắm mắt bắt đầu chữa trị cho mình. Yến Cửu Châu nhếch mép cười khẩy, rồi cầm kiếm từ từ bước tới, Diệp Bắc Minh, nước tới chân mới nhảy thì có ích gì. Lão Phu thừa nhận cậu rất có thiên phú, chuyện cậu làm ở nhà họ Phương, Lão Phu cũng có nghe nói đấy. Tiếc rằng cậu không nên chạy tới Thanh Vân Môn gây sự. Kiếp sau chú ý, cảnh giới tạo hóa là sự tồn tại mà cậu đắc tội không nổi đâu. Thanh Vân Môn lại là sự tồn tại mà cậu cả đời cũng đắc tội không nổi. Ông ta giơ kiếm Tu Tiên lên cao rồi chém xuống đầu Diệp Bắc Minh. Minh Nhi! Bọn Diệp Thanh Lam biến sắc. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ nhắm mắt như cũ. Sở Sở sốt ruột điên người, chị ơi, mau cứu người với. Bỗng nhiên, một tiếng kêu nhẹ vang lên, không được làm tổn thương chồng tôi. Không gian tách ra, một cô gái vội vàng lao tới, đằng sau là ba ông lão thuộc ma tộc. Ba ông lão ma tộc kia đồng loạt ra tay đỡ lấy đòn đánh ấy. Rầm. Dư chấn cuộn trào, khói bụi nổi lên mịt mù. Yến Cửu Châu chật vật lùi về sau vài bước, kiếm Chu Tiên trong tay khẽ run. Ông ta khiếp sợ nhìn sang. Ánh mắt ông ta đặt vào ba người kia, Tu La tộc hả?
Các người không an ổn ở ma giới đi mà chạy tới nhúng tay vào chuyện Thanh Vân Môn làm gì? Lão Tổ Tu La lạnh lùng nhìn ông ta, đây là người đàn ông của nữ hoàng tộc tôi, ông không được giết. Yến Cửu Châu bình tĩnh đáp, tên này chết chắc rồi, dù có là ai tới cũng không cứu được đâu. Thế hả? Lão Tổ Tu La cười đầy thâm ý, ba người chúng tôi là cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, hợp sức giết một kẻ cảnh giới tạo hóa sơ kỳ vẫn có khả năng đấy. Ông có muốn thử xem liệu mình chết hay là chúng tôi xong đời? Ly Nguyệt quát, ba vị lão tổ, không cần nói nhảm với ông ta. Nếu ông ta dám ra tay thì giết không tha. Nói xong, cô ta nhìn về phía bọn Diệp Thanh Lam, bác ơi, bác dẫn chồng cháu tới ma giới trước. Chúng cháu sẽ ở đằng sau cản chúng. Diệp Thanh Lam nhìn Ly Nguyệt, cô gái, cảm ơn nhé. Cô! Yến Cửu Châu cố kìm nén cơn tức trong mình, Diệp Bắc Minh bị điên rồi, Tu La tộc các người cũng điên theo luôn à. Sau khi bước vào cảnh giới tạo hóa, ông ta chưa từng cảm thấy tức đến vậy. Chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh đắc tội Thanh Vân Môn đáng giá ư. Nữ hoàng Ly Nguyệt không thèm ngoảnh mặt lại, cho dù đắc tội tất cả thế lực ở thế giới Tam Thiên thì tôi cũng không tiếc. Cô! Yến Cửu Châu tức hộc máu. Ông ta không dám chắc một mình đối đầu với ba cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Thế là ông ta chỉ đành đứng đó trơ mắt nhìn nữ hoàng Ly Nguyệt dẫn Diệp Bắc Minh đi. Bỗng nhiên, hai bóng người nhanh chóng bay tới. Một lão già mặc đạo bào, và một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím. Người đàn ông mặc áo bào tím trầm lặng nói, Yến huynh à, chúng tôi đã đợi ông 15 phút rồi đó. Chẳng phải ông nói sẽ xử lý việc này nhanh thôi sao? Ba cảnh giới siêu phàm đỉnh phong và thêm một đám kiến hôi dưới cảnh giới chân huyền lại có thể uy hiếp một sự tồn tại ở cảnh giới tạo hóa như Yến huynh đây sao? Yến Cửu Châu hơi ngượng ngùng, Giang huynh à, giúp tôi một tay nhé. Nếu ông đã mở lời thì tôi đây đành giúp ông một lần. Dứt lời, người đàn ông mặc áo bào tím kia di chuyển. Trông có vẻ người nọ chỉ bước một chút. Nhưng thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt ba lão tổ Tu La tộc, cảm giác áp lực muôn phần. Người nọ tung một quyền. Quyền đó mạnh mẽ giáng vào một người trong họ. Lão tổ Tu La đó bị đánh bay ra ngoài rồi nổ tung giữa không trung. Người đàn ông mặc áo bào tím nở nụ cười chế nhạo, lão tổ của Tu La tộc à. Sức chiến đấu chỉ có thế thôi à. Lão tổ. Mắt Ly Nguyệt đỏ ngầu. Hai lão tổ Tu La còn lại tức giận gầm lên, chán sống rồi. Luồng khí tức cuồn cuộn như sóng vỗ ập tới chỗ người đàn ông mặc áo bào tím. Người đàn ông mặc áo bào tím cười quái dị, chao ôi, tức hả? Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong à, sợ quá ta. Người nọ híp mắt, sát ý bùng nổ, để bọn tôi xem thử rốt cuộc là ai sẽ chết. Chữ chết vừa dứt. Người đàn ông mặc áo bào tím kia di chuyển như ma quỷ, thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng hai lão tổ Tu La. Người nọ với hai tay tới, năm ngón chạm vào đỉnh đầu hai người họ. Ly Nguyệt hét lên, hai vị lão tổ cẩn thận. Tiếc rằng đã quá muộn. Phụt, phụt. Hai lão tổ Tu La cảnh giới siêu phàm thậm chí còn không có cơ hội phản ứng. Bọn họ đã bị người đàn ông mặc áo bào tím kia bóp vỡ đầu, chết ngay tại chỗ. Ôi! Diệp Thanh Lam khiếp hãi, tốc độ thật đáng sợ. Dạ Huyền nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo bào tím kia, thực lực của người này ít nhất phải cảnh giới tạo hóa trung kỳ. Ông ấy e dè nhìn về phía ông lão mặc đạo bào vẫn chưa ra tay. Thực lực của người này có lẽ còn mạnh hơn. Tử Huyền ôm Diệp Tâm, lo lắng nói, anh ơi, chúng ta nên làm gì giờ? Dạ Huyền lắc đầu, lành ít giữ nhiều. Có lẽ chỉ còn cách đó. Mắt Diệp Thanh Lam đỏ lên, không được. Dạ Huyền, anh đã đồng ý với em. Cho dù thế nào chăng nữa cũng không dùng cách đó mà. Xin anh đó, cả nhà chúng ta còn chưa đoàn tụ được một ngày đấy. Bà ôm chặt cánh tay của Dạ Huyền, khẩn cầu nói, đừng mà. Tâm trạng của Dạ Huyền rất phức tạp. Ông ấy không nỡ nhìn Diệp Thanh Lam đau khổ bèn nói, Lam Nhi, xin lỗi em. Vì sự an toàn của hai mẹ con, anh chỉ đành làm thế thôi. Dạ Huyền nhìn vào Diệp Bắc Minh vẫn đang chữa trị cho mình.
Người đàn ông mặc áo bào tím lui về phía sau, lặng lặng đứng bên lão già mặc đạo bào kia, Yến huynh, chuyện tiếp theo giao cho ông đấy. Yến Cửu Châu gật đầu, cảm ơn. Sau đó, ông ta quay đầu liếc nhìn bọn Diệp Thanh Lam rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh, oát con, đừng giả vờ nữa. Tốn thời gian quá rồi đó, để lão phu tiến cậu lên đường. Kiếm Chu Tiên lại lần nữa chém về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Đừng hòng làm chồng tôi bị thương. Ly Nguyệt quát to, đứng che trước người Diệp Bắc Minh, trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự quyết tâm. Muốn tổn thương tiểu sư đệ thì phải bước qua xác chúng tôi trước đã. Lục Tuyết Kỳ bước lên. Khung Tử Cơ kiên định, Thiên Nhận Băng không sợ chết. Bốn cô gái cùng ra tay, Yến Cửu Châu lạnh mặt, các cô đã muốn chết thì để lão phu giúp một tay. Giết! Ông ta quát. Trong góc tối, tuyệt sắc mỹ nhân kia nhướng mày, thằng nhóc này có gì cuốn hút dữ vậy? Sao nhiều cô gái cam tâm tình nguyện chết vì cậu ta thế? Sở Sở đau khổ khẩn cầu, chị, cứu người đi ạ. Tuyệt sắc giai nhân kia vẫn thờ ơ, không thể nào. Vút! Kiếm Chu Tiên chém về phía bốn cô gái kia. Cả bốn người nhắm mắt lại, không hề kháng cự. Dựa vào thực lực của bọn họ vốn chẳng cách nào đỡ được sức mạnh của kiếm kia. Ly Nguyệt mỉm cười, chồng ơi, có thể chết chung một chỗ với anh đã là điều đáng giá nhất rồi. Lục Tuyết Kỳ rơi nước mắt, sư tỷ, bọn em dẫn theo tiểu sư đệ đi tìm các chị đây. Khương Tử Cơ mặt rạng rỡ như hoa, tiểu sư đệ, gặp nhau dưới kia nhé. Thiên Nhận Băng vô cùng bình tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng. Các cháu làm gì thế? Không được. Diệp Thanh Lam hét lên. Dạ Huyền giữ chặt bà, đừng qua đó, để anh đi. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng và Ly Nguyệt sắp bị giết. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám giết à? Vút! Một bóng người lóe qua, đứng che trước người Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng và Ly Nguyệt. Trong chốc lát, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém qua. Đinh đinh! Cả thải Hà Phong chấn động kịch liệt như xảy ra động đất. Luồng dư chấn khủng khiếp đánh lùi Yến Cửu Châu 4-5 bước, cánh tay cầm kiếm Chu Tiên run nhẹ. Ông ta kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu, danh con, chẳng phải cậu đã bị thương nặng rồi ư? Tiểu sư đệ! Chồng ơi! Minh Nhi! Con không sao chứ? Mọi người vui vẻ, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Hả? Người đàn ông mặc áo bào tím kinh ngạc, thằng nhóc này còn đánh tiếp được à? Ông lão mặc đạo bào đứng bên cạnh nhướng mày. Rồi nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, ánh mắt sáng rực. Trong góc tối, Sở Sở vui sướng, úi, cậu ta không sao hả? Tuyệt sắc giai nhân bên cạnh hừ, thực lực của em là cảnh giới tạo hóa đó mà vậy không nhận ra thằng nhóc kia đang làm gì hả? Hả, chị ơi, chị biết hả? Sở Sở há to miệng đến mức có thể nhét được một củ cà rốt. Tuyệt sắc mỹ nhân kia gật đầu. Rồi chăm chú quan sát Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc này thật có khí phách, rơi vào cảnh đó mà còn có thể nhịn được. Nhưng mà khí tức của cậu ta gần như đột phá rồi, nếu mình đoán không sai. Trong mắt Yến Cửu Châu thoáng hiện lên sự lạnh lẽo, cậu không chết thì sao chứ, cho dù cậu có khôi phục 1000 lần hay 10000 lần đi chăng nữa. Cậu vẫn chỉ là một con kiến cảnh giới chủ như cũ mà thôi. Cho dù cho cảnh giới chủ như cậu 10000 cơ hội thì cậu vĩnh viễn chẳng thể uy hiếp được cảnh giới tạo hóa. Diệp Bắc Minh thở dài, lắc đầu nói, tôi thừa nhận cảnh giới chủ không giết được ông. Cảnh giới chủ, cảnh giới chân huyền, cảnh giới địa huyền, cảnh giới thiên huyền, cảnh giới chân linh, cảnh giới siêu phàm và cảnh giới tạo hóa. Cách biệt khoảng 6 cảnh giới lớn. Như trời và đất. Bỗng nhiên. Diệp Bắc Minh tiếp lời, nếu như là cảnh giới chân huyền thì sao? Cậu nói gì? Yến Cửu Châu sửng sốt. Diệp Thanh Lam bất ngờ, lẽ nào? Ánh mắt Dạ Huyền sáng rực, vỗ đầu nói, may quá, Minh Nhi sắp đột phá rồi. Ông ấy vừa nói xong, Diệp Bắc Minh hừng hực như ngọn núi lửa. Anh bùng nổ. Ma khí trên người quay cuồng. 9 con ma long được biến hóa từ ma khí đã tiến hóa. Trên người chúng có thêm lớp vảy màu đen như áo giáp,
long chảo càng thêm sắc bén. Trên sừng rồng hiện lên từng đường ma văn. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh không đơn giản chỉ đâm thủng một tầng cửa sổ. Rồi tiến vào cảnh giới chân huyền. Khí tức của anh tăng vọt gấp mấy lần. Không trung nổi lên tiếng sấm vỗ, thiên kiếp kéo tới. Nó có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đây là cảnh giới chân huyền ư. Diệp Bắc Minh nhắm mắt, yên lặng cảm nhận mọi thứ. Lúc này, Yến Cửu Châu ngẩng đầu, hơi bối rối nhìn thiên kiếp. Khóe mắt ông ta giật giật, rồi lại khiếp đảm nhìn Diệp Bắc Minh. Chết tiệt, cho dù cậu ta thăng cấp thì đã làm sao? Cũng mới cảnh giới chân huyền thôi mà. Lão Phu là cảnh giới tạo hóa, mắc gì lại sợ một cảnh giới chân huyền như cậu ta chứ? Chết tiệt! Dòng suy nghĩ ấy chợt lóe qua. Giết! Yến Cửu Châu điên cuồng hét lên. Cả người ông ta lao nhanh tới chỗ Diệp Bắc Minh như một con thú hoang đang phát cuồng. Ông ta giơ kiếm Chu Tiên lên chém vào đầu Diệp Bắc Minh, xúc sinh, cảnh giới chân huyền mà cũng muốn giết Lão Phu à? Mơ mộng hão huyền! Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn ông ta, đánh lén à? Ngay khi mắt đối mắt với anh, tim Yến Cửu Châu như co lại. Ông ta thẹn quá hóa giận, địch mẹ cậu, Lão Phu giết cậu mà còn cần đánh lén hả? Giả vờ thâm sâu làm đéo gì, chết cho Lão Phu. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, hội tụ lại một chỗ. Ông ta vung kiếm chém mạnh xuống. Diệp Bắc Minh hờ hững nâng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên đỡ. Đinh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm Chu Tiên và kiếm Càn Khôn Trấn Ngục va vào nhau. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm Chu Tiên nứt vỡ. Từng mảnh nhỏ bay ra ngoài. Tại sao lại thế? Đồng tử Yến Cửu Châu co rút, tâm huyết hơn trăm nghìn năm của Thanh Vân Môn lại nát như thế sao? Ngay khi ông ta thẫn thờ, Diệp Bắc Minh nện một quyền tới. Răng rắc. Yến Cửu Châu cảm giác mình bị thiên thạch va vào, xương cốt suýt nữa tan nát. Ông ta bị đánh bay ra ngoài như con chó chết, lết trên mặt đất thành một cái khe dài cả trăm mét. Xúc sinh, cậu dám làm thế với tôi? Đôi mắt Yến Cửu Châu đỏ bừng đầy tức giận, ông ta vừa định đứng lên. Vút! Một bóng người xuất hiện trước mặt. Người nọ nhấc chân dẫm mạnh xuống, xuyên qua đan điền của ông ta. Á! Yến Cửu Châu hét thảm, cơ thể vặn vẹo vì đau đớn. Lão Tổ! Trưởng lão Thanh Vân Môn thấy cảnh đó sợ vỡ mật. Người đàn ông mặc áo bào tím hoảng sợ hét, Yến Huynh! Lão già mặc đạo bào kinh ngạc lầu bầu, tên này chỉ tăng một cảnh giới nhỏ thôi mà sức chiến đấu tăng mạnh đến vậy ư. Cậu ta là quái vật à? Lão già kia nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Yến Cửu Châu, cảnh giới tạo hóa mạnh lắm à? Yến Cửu Châu đau đớn, ông ta vô cùng xấu hổ và tức giận. Bản thân ông ta là cảnh giới tạo hóa đó. Thế mà lại bị một tên cảnh giới chân huyền dẫm nát đan điền. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ trở thành trò cười của cả thế giới tam thiên. Ánh mắt ông ta đỏ rực đầy sự uy hiếp, Diệp Bắc Minh, cậu có biết Minh đang làm gì không hả? Tôi là lão tổ của Thanh Vân Môn, cậu dám phế đan điền của tôi, Thanh Vân Môn sẽ không. Diệp Bắc Minh đá văng ông ta, cái cằm của Yến Cửu Câu dập nát, kể từ hôm nay trở đi. Thế giới này sẽ không còn Thanh Vân Môn nữa. Hôm nay, Thanh Vân Môn sẽ bị diệt vong. Giọng nói của Diệp Bắc Minh như là lời phán quyết của thần chết. Yến Cửu Châu biết mình chết chắc rồi, ông ta cười điên loạn, ha ha ha, Thanh Vân Môn có 1 triệu đệ tử đấy. Mỗi người một ngụm nước miếng là đủ dìm chết cậu rồi, cậu dựa vào đâu tiêu diệt Thanh Vân Môn chứ? Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, dựa vào gì à? Dựa vào này nè. Ma tỷ! Anh hét to. Ma tỷ xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân! Trong ma tỷ vang lên một giọng nói. Ngay khi nhìn thấy ma tỷ, tất cả mọi người đều giật mình thảng thốt. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng giáng xuống, huyết tế 1 triệu người của Thanh Vân Môn, không một ai sống sót. Như người mong muốn. Một tia sáng sắc nhọn màu xanh lục chiếu qua, lấy thải Hà Phong làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Nơi tia sáng màu xanh lục kia chiếu rọi, từng người hóa thành một bãi máu loãng.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả Thanh Vân Môn như chìm xuống đáy địa ngục. Dưới thải Hà Phong, hàng triệu người kêu la. Lúc này, sau lưng mọi người lạnh toát. Người đàn ông mặc áo bào tím toát mồ hôi hột, e dè nhìn Diệp Bắc Minh. Lão già mặc đạo bào nuốt một ngụm nước miếng, lùi về sau hai bước theo bản năng. Huyết tế triệu người. Quá khí phách. Giết người như vậy mà thằng nhóc này không sợ tối ngủ mơ thấy ác mộng à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.